Người phụ nữ vừa chia tay bạn trai đã ngay lập tức dính lấy đàn em, còn đàn em lại ra sức chiều chuộng cô. Ngay buổi tối đầu tiên ra ngoài một mình, hai người đã có những hành động thân mật. Người phụ nữ có quan hệ mập mờ với đàn em tên là Un Ho, một phát thanh viên tin tức. Trong thời gian hẹn hò với bạn trai, Un Ho rất thích làm nũng và nhõng nhẽo. Điều cô thích nhất là bắt bạn trai phải lựa chọn giữa mình và những việc khác. Cả hai đã trải qua 8 năm bên nhau trong những trận cãi vã ồn ào nhưng cũng đầy ngọt ngào. Hôm đó, trưởng phòng tin tức muốn Un Ho đảm nhận chương trình phát sóng trực tiếp lúc 4 giờ chiều, nhưng cô đã từ chối. Cô là phát thanh viên của chương trình tin tức buổi sáng, đó là thành quả nhiều năm cố gắng của cô, vì vậy cô không thể dễ dàng từ bỏ. Trưởng phòng vẫn kiên trì, không ngờ Un Ho lại nói bóng gió rằng hiện tại đang là thời đại của đa mỹ. Đề nghị trưởng phòng chọn một người trong số các phát thanh viên nam để kết hợp với phát thanh viên nam kỳ cựu của chương trình buổi chiều. Nghe Un Ho nói vậy, trưởng phòng chỉ muốn đập đầu vào tường. Lúc này, một phát thanh viên nam lại xung phong nhận việc, tình nguyện thay Un Ho dẫn chương trình buổi chiều. Người này không ai khác chính là Huyên Ô, bạn trai đã gắn bó với Un Ho nhiều năm. Nói chính xác hơn là bạn trai cũ, bởi vì hai người đã chia tay cách đây không lâu. Nghe Huyên Ô muốn nhận việc, trưởng phòng vội vàng ngăn cản. Huyên Ô đã làm việc nhiều năm trong ngành tin tức hơn nữa, hiện tại anh là phát thanh viên ngôi sao của đài truyền hình. Sao có thể bị điều đi làm chương trình buổi chiều chẳng ai xem? Tuy nhiên, Huyên Ô vẫn kiên quyết. Anh gọi người yêu cũ Un Ho là cái thứ đó, nói rằng dù sao cái thứ đó cũng không thể bị thuyết phục, chi bằng anh tự mình ra trận. Trưởng phòng sốt ruột, lớn tiếng yêu cầu Un Ho nhất định phải khuyên Huyên Ô từ bỏ. Un Ho lại thản nhiên đi đến trước mặt Huyên Ô, cho rằng anh ta xung phong nhận việc là vì trong lòng vẫn còn yêu mình, vẫn còn lưu luyến mình. Huyên Ô lại dội một gáo nước lạnh, nói rằng anh làm vậy chỉ là để tránh khó xử, bảo Un Ho đừng suy nghĩ nhiều. Un Ho vẫn chứng nào tật nấy, khuyên Huyên Ô nên sớm thu hồi lại tình yêu đang tràn lan của mình. Nghe vậy, Huyên Ô liền xuống nước nhượng bộ. Anh nói Un Ho có vẻ rất thích chương trình buổi sáng, anh ta tình nguyện đẩy chương trình phát sóng trực tiếp buổi chiều lên buổi sáng, như vậy Un Ho có thể tiếp tục làm việc ở tổ tin tức buổi sáng. Un Ho cười nhạo Huyên Ô không thể làm được. Nào ngờ Huyên Ô lại dựa vào sức mình điều chỉnh thời gian của chương trình. Sau khi thay đổi thời gian, người dẫn chương trình kỳ cựu ban đầu lại không thể tham gia, Huyên Ô đành phải thay thế đứng trước ống kính. Cảnh tượng này khiến Un Ho rung động, cô lại bắt đầu tự mình đa tình, chìm đắm trong ảo tưởng người yêu cũ vẫn còn lưu luyến mình. Để trả thù người yêu cũ đã nhẫn tâm chia tay, Un Ho quyết tâm phải trở thành một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, phải xinh đẹp đến mức khiến người yêu cũ hối hận. Nói là làm, trong lần phát sóng trực tiếp tiếp theo, Un Ho đã trang điểm tinh tế, tạo kiểu tóc quyến rũ. Nào ngờ, Huyên Ô cũng không phải dạng vừa, anh ta đã cướp mất lời kết thúc chương trình vốn thuộc về Un Ho. Un Ho không chịu thua, trực tiếp giẫm gót giày cao gót lên chân Huyên Ô. Sau khi chương trình kết thúc, nhân viên đã lấy áo khoác che nửa người dưới cho Un Ho. Lúc này cô mới biết váy của mình bị rách một đường. Nhân viên nói thêm, nếu như Huyên Ô không cướp lời thoại thì cảnh tượng váy rách của Un Ho đã bị ống kính ghi lại. Un Ho lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, vẫn cho rằng Huyên Ô còn tình cảm với mình. Đàn em Jeon thầm mến Un Ho, anh hy vọng Un Ho đừng ghét Huyên Ô nữa. Theo Jeon, yêu nhiều thì hận nhiều. Cái gọi là ghét bỏ của Un Ho kỳ thực chính là si mê Huyên Ô. Un Ho lại bất ngờ lên tiếng, nói muốn hẹn hò với Jeon. Nữ thần chủ động hẹn hò, Jeon vui mừng khôn xiết, liền sắp xếp thời gian hẹn hò vào cuối tuần này. Un Ho không hề biết, cuộc trò chuyện của cô và Jeon đã bị Huyên Ô nghe thấy hết. Vì vậy, trong cuộc họp, Huyên Ô cố ý hỏi nhân viên về lịch trình làm việc vào cuối tuần này. Khi biết được vào cuối tuần có lịch trình quay phim về rác thải đại dương, Huyên Ô lập tức dặn dò phải để Un Ho đi. Nhân viên cho rằng sẽ không ai muốn quay loại chương trình không có giá trị này. Huyên Ô lại khẳng định Un Ho nhất định sẽ đi. Quả nhiên, Un Ho đồng ý ngay lập tức. Lần quay phim này mất tận 14 phút, từ khi làm phát thanh viên đến nay đã 14 năm, cô chưa từng độc chiếm khung hình lâu như vậy. Tuy nhiên, vì lịch trình được sắp xếp vào cuối tuần, Un Ho đành phải hủy bỏ cuộc hẹn với Jeon. Nào ngờ, Jeon lại muốn đi cùng Un Ho, biết đâu còn có thể ở chung phòng. Sáng thứ Bảy, nhân viên đoàn làm phim liên lạc với Huyên Ô, báo cáo việc Un Ho dẫn Jeon đến phim trường. Chuyến đi lần này dự kiến quay trong 2 ngày một đêm. Việc Un Ho dẫn đàn ông đi theo khiến mọi người nghi ngờ hai người đang hẹn hò. Nghe vậy, Huyên Ô lập tức bật dậy khỏi giường, yêu cầu đoàn làm phim phải quay xong tất cả nội dung trong ngày hôm nay. Theo chỉ thị của Huyên Ô, đoàn làm phim bất chấp thủy triều dâng cao, cuối cùng cũng hoàn thành tất cả cảnh quay trong vòng một ngày. Nhìn Un Ho vùng vẫy trong làn nước, Jeon lại vô tư cười ngặt nghẽo. Sau đó ân cần đưa thuốc cảm cho Un Ho, còn cởi áo khoác của mình cho cô mặc. Ở một nơi khác, thấy Un Ho vẫn chưa về, Huyên Ô bắt đầu lo lắng, liên tục gọi điện cho cô nhưng không thể liên lạc được. Buổi tối, sau khi ngồi xe của Jeon trở về, Un Ho bị cậu ta hỏi tại sao lại muốn hẹn hò. Cô thành thật trả lời rằng cô ghét Huyên Ô, cho dù cô có cố gắng thế nào, có tha thiết ra sao, cũng không thể có được anh ta một cách trọn vẹn. Jeon biết rõ, ghét của Un Ho chính là yêu. Anh cũng hiểu rõ tình cảm của mình, cho dù trái tim Un Ho hướng về ai, anh cũng sẽ tiếp tục đến gần cô, cho đến khi nào cô quên được Huyên Ô. Nghe Jeon nói, Un Ho có chút bối rối. Bất ngờ, Jeon tiến lại gần, hôn lên môi cô. Đúng lúc Un Ho đang bối rối, bỗng nhiên, khung cảnh chuyển đến một bãi giữ xe. Un Ho trước mắt bỗng chốc biến thành nhân viên trông giữ xe, mái tóc dài che khuất đôi mắt, khác hẳn với vẻ ngoài xinh đẹp, chỉn chu của một phát thanh viên. Điều kỳ lạ hơn là, người đồng nghiệp ở bãi giữ xe lại gọi Un Ho là Heji. Heji kể với đồng nghiệp rằng cô vừa mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Sau đó, Heji đến gặp bác sĩ tâm lý để kể về giấc mơ kỳ lạ đó. Trong mơ, cô là một phát thanh viên,
chia tay bạn trai, đi quay phim ở biển, còn hôn môi đàn em. Giấc mơ chân thực đến mức khiến Hezi cảm thấy vô cùng bối rối. Bác sĩ khuyên Hezi nên cố gắng tạo dựng một cuộc sống thú vị hơn, ví dụ như hãy thử yêu đương. Hezi bỗng nhiên e thẹn, cô đã có người mình thích. Người Hezi thích tên là Sejon, cũng là một phát thanh viên. Lợi dụng cơ hội đến đài truyền hình để lấy tờ rơi, Hezi đã âm thầm quan sát Sejon. Cô nhận ra người đàn ông này tuy sở hữu gương mặt lạnh lùng, nhưng lại luôn thể hiện sự tốt bụng với mọi người qua từng chi tiết nhỏ. Bị ảnh hưởng bởi những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, Hezi tin rằng những người đàn ông như vậy, bên ngoài lạnh lùng, nhưng với người phụ nữ của mình nhất định sẽ rất tốt. Tuy nhiên, đối mặt với người mình thầm mến, Hezi không dám thổ lộ, chỉ dám trốn tránh từ xa. Cho đến khi phát hiện Sejon và một nữ phát thanh viên có vẻ thân mật, để không bị người khác cướp mất người đàn ông mình thích, Hezi quyết tâm mạnh dạn bày tỏ tình cảm. Cô tự tin cho rằng với nhan sắc xinh đẹp của mình, nhất định sẽ có thể chinh phục được nam thần. Trùng hợp là hôm đó, một đám đông kéo đến đài truyền hình để phản đối việc Sejon đưa tin sai sự thật về hành tây. Người phản đối cầm đầu giơ cao cái cuốc về phía Sejon. Nhìn thấy vậy, Hezi, người đang đi ngang qua, đã lao đến, dùng thùng cát tông chắn chụp lên đầu người cầm đầu, sau đó kéo anh chạy trốn. Những kẻ phản đối không chịu bỏ cuộc, tiếp tục truy đuổi. Trong lúc trốn tránh, Sejon đã vô thức dùng tay che miệng Hezi. Sau khi những kẻ phản đối bị lôi đi, Sejon lo lắng hỏi han Hezi, người đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp anh. Nghe những lời nói ấm áp phát ra từ miệng người đàn ông mình thầm mến, Hezi sững sờ, sau đó bất chấp tất cả, hôn lên môi Sejon. Bị một người phụ nữ xa lạ hôn, Sejon gần như chết lặng. Hezi lại vui vẻ bỏ đi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Sejon. Hôn được nam thần, Hezi vui vẻ lái xe đạp về nhà. Lúc này, có người gọi cô từ phía sau, điều kỳ lạ là người này gọi Hezi là Unho. Unho quay đầu lại nhìn, người gọi cô không ai khác chính là Huyên Ô, người bạn trai cũ mà cô đã nhìn thấy trong mơ. Hezi vô cùng khó hiểu, tại sao người trong mơ lại xuất hiện trong hiện thực. Điều kỳ lạ hơn là, vị bác sĩ tâm lý cũng gọi Hezi là Unho. Nhìn vào tài liệu mà bác sĩ đưa ra, Hezi bàng hoàng khi nhìn thấy cái tên Unho, một phát thanh viên, chính là danh tính thật của cô. Hezi bừng tỉnh, thì ra Unho không phải là nhân vật hư cấu trong mơ, thì ra cô và Unho là cùng một người. Huyên Ô gọi cô là Unho rồi nhắc đến việc Unho dẫn đàn em đi quay chương trình 2 ngày 1 đêm và cho rằng cô làm vậy là công tư lẫn lộn. Hezi vô cùng kinh ngạc, Unho và Huyên Ô đều là nhân vật trong giấc mơ của cô, sao có thể xuất hiện ở hiện thực? Cô vội vàng phủ nhận mình là Unho trước khi Huyên Ô kịp hỏi thêm. Ngày hôm sau, bác sĩ tâm lý cho biết Hezi và Unho thực chất là một người. Hezi không tin, cô chỉ vào vết sẹo trên cánh tay, khẳng định chỉ có Hezi mới có, nhưng khi nhìn lại, vết sẹo đã biến mất. Bác sĩ giải thích Hezi mắc chứng rối loạn nhân dạng phân ly, nói đơn giản là đa nhân cách. Hezi vẫn không tin, cho rằng bác sĩ cũng có lúc chẩn đoán sai. Ngày tiếp theo, khi chuông báo thức 4 giờ sáng reo vang, Hezi lờ mờ tỉnh dậy, đeo kính và cặp gọn lại mái tóc dài che mắt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô thản nhiên đến tòa soạn báo nơi mình làm việc. Lúc này, Hezi đã chuyển sang nhân cách Unho. Khi đi làm, Unho quên mang thẻ ra vào. Huyên Ô đi tới, dùng thẻ của mình giúp cô. Bên ngoài thang máy, Huyên Ô nhắc đến việc Unho giả vờ không quen biết anh tối qua, nhưng Unho hoàn toàn không nhớ gì, thậm chí còn không biết Huyên Ô đã đến tìm cô. Tại tòa soạn, hậu bối Zion tỏ ra hờ hững với Unho, cô biết Zion đang giận chuyện tối qua. Sau khi ghi hình xong, Zion đã hôn Unho trong lúc không kiềm chế được, nhưng sau nụ hôn đó, Unho lại mất bình tĩnh, nói rằng mình suýt chút nữa đã rung động. Zion tức giận, không hiểu Unho cần bao lâu nữa mới có thể quên được người cũ. Cả ngày hôm đó Zion không thèm đếm xỉa đến Unho, khiến cô chán nản ra về. Về đến nhà, Unho lăn ra ngủ, tiếng chuông báo thức 4 giờ chiều vang lên, Unho lại chuyển sang nhân cách Hezi. Cô buông mái tóc dài xuống, đến bãi giữ xe nơi mình làm việc. Hezi hào hứng kể với đồng nghiệp về nụ hôn với Sejon. Đúng lúc đó, Sejon đến bãi xe, Hezi vội vàng chui xuống gầm bàn trốn. Sejon hỏi thăm nữ đồng nghiệp về Hezi. Người đồng nghiệp nhanh trí nói dối là Hezi chưa đến giờ làm. Sau khi Sejon rời đi, Hezi mới giải thích với đồng nghiệp rằng cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt học được từ tiểu thuyết trên mạng. Nghe nói làm vậy sẽ khiến đối phương đứng ngồi không yên. Buổi tối tan làm, Sejon lại đến bãi giữ xe, hỏi Hezi có đi làm không. Lúc này, Hezi đang ôm thùng giấy bước ra khỏi tòa soạn báo nơi Sejon làm việc. Vừa ra khỏi cửa, cô đã chạm mặt anh. Sejon hỏi thẳng lý do vì sao tối hôm đó Hezi lại hôn anh. Anh đã vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời hợp lý. Đúng lúc Hezi định trả lời, cô nhìn thấy ánh mắt Sejon khi nói chuyện với đồng nghiệp tràn đầy ý cười. Nhìn thấy Sejon lịch sự và điển trai như vậy, cô không kìm được bật khóc. Cô ấp úng mãi không nói nên lời, không ngờ Sejon lại lạnh lùng bỏ đi. Hezi vừa khóc vừa chạy về bãi giữ xe, chút bầu tâm sự với đồng nghiệp. Phản ứng của Sejon hoàn toàn khác với những gì miêu tả trong tiểu thuyết trên mạng. Xem ra chiêu lật mềm buộc chặt của cô chẳng có tác dụng gì. Trở về nhà, Hezi vẫn còn buồn bã. Cô ghi lại chuyện Sejon nổi giận với mình vào nhật ký, cho rằng bản thân quá vô lễ nên mới khiến người mình thích giận. Tuy nhiên, khi chuông báo thức 4 giờ sáng reo vang, Hezi lại chuyển sang nhân cách Unho. Đến khi đến tòa soạn báo, cô đã quên sạch chuyện tối qua. Đến 4 giờ chiều, Unho lại chuyển thành Hezi. Tại bãi giữ xe, Hezi gấp 1.000 ngôi sao giấy tặng Sejon và gửi ở quầy lễ tân. Nữ phóng viên tập sự Hyeon đã mang số sao giấy đó đưa cho Sejon, bảo anh hãy ước nguyện. Thế nhưng, Sejon nhìn thấy số sao giấy đó lại lạnh lùng quay người bỏ đi. Hyeon đuổi theo, Sejon lại bất ngờ quát lớn. Hyeon không hề tức giận,
ngược lại còn mong Sejon có thể bộc lộ tâm tư, hành động, chỉ có như vậy thì mong ước mới có thể thành hiện thực. Tan sở, Sejon nhớ lại lời Hyejon nói, anh đi đến cánh cửa có dòng chữ mở rộng cửa để mở ra một thế giới khác. Đến văn phòng, Sejon mở túi sao giấy mà Haeji tặng, anh phát hiện trong túi còn có một bức thư. Trong thư, Haeji thổ lộ tình cảm của mình dành cho anh. Nhìn những dòng chữ ngây ngô đó, trong lòng Sejon dường như dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Đồng thời, anh cũng nhớ lại khoảng thời gian gần đây, ánh mắt mình dường như luôn vô thức dừng lại trên người Haeji. Tối hôm đó tan sở, Sejon bất ngờ đến bãi giữ xe, anh lại hỏi Haeji vì sao hôm đó lại hôn anh. Haeji nói, giống như những gì cô đã viết trong thư, bởi vì cô thích anh. Nói xong, Haeji cúi đầu xin lỗi, cô đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối phũ phàng. Thế nhưng, Sejon không hề trách mắng, anh cho rằng hành động truy hỏi của mình cũng không đúng. Đồng thời Sejon thổ lộ, tối hôm đó sau khi hôn Haeji, tâm trạng của anh rất kỳ lạ. Còn việc anh tức giận là vì nhìn thấy cô khóc, nhưng hiện tại, anh không còn giận nữa, bởi vì đã biết được lý do Haeji hôn mình. Nghe vậy, Haeji lại một lần nữa thổ lộ, cô thật sự rất thích Sejon, khoảng thời gian thầm mến anh cô cũng rất hạnh phúc. Nói xong, hai người đồng thời xoay người rời đi, nhưng ngay sau đó, cả hai lại cùng lúc dừng bước. Sau một hồi do dự, họ quay lại phía đối phương. Biết được đó là nụ hôn đầu của Sejon, Haeji càng muốn tìm hiểu về anh hơn. Sejon cũng rất tò mò Haeji là cô gái như thế nào. Ngay lập tức, Haeji lên xe Sejon, hiện tại cô chỉ muốn được ở bên người đàn ông mình thích và tìm hiểu lẫn nhau. Đêm khuya, Sejon đưa Haeji về nhà mình. Trong nhà Sejon có bảy ảnh của anh trai anh. Đối diện với câu hỏi của Haeji, Sejon hiếm khi mở lòng, kể về việc anh trai mình đã qua đời cách đây vài năm. Vì chuyện của anh trai, mẹ anh thường xuyên đổ bệnh, thậm chí còn nhận nhầm Sejon là con trai cả đã mất. Nghe vậy, Haeji nói, Sejon vẫn còn sống chính là điều tốt đẹp nhất. Câu nói đơn giản ấy khiến Sejon một lần nữa lay động. Haeji tiếp tục giới thiệu về bản thân, cô là con một, bố mẹ đều đã mất, có thể nói là không có gì cả. Nhưng hiện tại, cô đã có Sejon. Nghe vậy, Sejon mỉm cười ấm áp. Haeji chưa từng thấy nụ cười nào đẹp đến vậy. Cô còn dự định sẽ đến nói chuyện với mẹ Sejon, bà nên cảm thấy biết ơn thay vì chìm đắm trong nỗi đau buồn. Lời nói của Haeji dường như đã mở nút thắt trong lòng Sejon bấy lâu nay. Sejon đề nghị Haeji ở lại đây thêm một lát nữa và nhận được cái gật đầu của cô. Thời gian trôi qua, 4 giờ sáng, nhân cách của Haeji biến mất, Un Ho xuất hiện. Cô thấy mình đang ngủ trong một căn phòng xa lạ, trên ghế sofa ở phòng khách còn có một người đàn ông lạ mặt đang ngủ. Un Ho vô cùng kinh ngạc, cô lo lắng mình và người đàn ông xa lạ này đã xảy ra chuyện gì đó, bèn rón rén nhặt quần áo của mình. Đồng thời, cô chú ý đến tấm thẻ nhân viên của Sejon trên bàn. Đến công ty, Un Ho lập tức tra cứu thông tin của Sejon, phát hiện người đàn ông lạ mặt tối qua là phát thanh viên của một đài truyền hình khác. Cô bèn nhờ đồng nghiệp tìm hiểu giúp. Ở một diễn biến khác, nhóm của Un Ho nhận nhiệm vụ quay chương trình về hải sản trong xe đông lạnh. Nhà sản xuất dự định để Hyun Oh đảm nhận vai trò quan trọng này, nhưng Hyun Oh lại quyết định nhường cơ hội cho Un Ho. Mọi người nghi ngờ Hyun Oh vẫn còn yêu Un Ho, nhưng anh một mực phủ nhận. Nhà sản xuất thông báo nội dung buổi ghi hình cho Un Ho. Quả nhiên, giống như Hyun Oh dự đoán, Un Ho lập tức nhận lời. Buổi tối, Un Ho bước vào khoang xe đông lạnh để quay phim, không ngờ lại phát hiện trong khoang xe có một xác chết. Sau đó, cô lại bị nhốt bên trong, Un Ho vội vàng nhắn tin cho nhà sản xuất, yêu cầu họ đến cứu mình. Đồng thời, nhiệt độ trong kho lạnh không ngừng giảm xuống, Un Ho lạnh đến run rẩy, tính mạng treo lơ lửng. Trong lúc nguy cấp, Un Ho nghĩ đến Hyun Oh, thế nhưng lòng tự trọng không cho phép cô cầu cứu người yêu cũ. Cô đành vừa cắn răng chịu đựng, vừa chờ đợi trong vô vọng. May mắn thay, đồng nghiệp đã kịp thời đến mở cửa khoang xe, nhưng Un Ho lại nhìn thấy Hyun Oh đang bước về phía mình từ trong bóng tối. Trước đây khi còn yêu nhau, Un Ho từng hỏi Hyun Oh, nếu cô rơi xuống nước, anh có cứu cô không? Lúc đó Hyun Oh luôn trêu chọc, bảo cô tự cứu lấy mình. Nhìn người yêu cũ mà mình vẫn còn vương vấn, Un Ho không kìm được rơi nước mắt. Cô hỏi Hyun Oh tại sao lại có mặt ở đây. Trong phút chốc, Hyun Oh dường như không thể trả lời. Lên xe, nhận thấy tay Un Ho run rẩy, Hyun Oh ân cần cài dây an toàn cho cô. Đến cửa nhà, Un Ho không khỏi thắc mắc tại sao Hyun Oh lại đến cứu mình, bởi vì cô đã gửi tin nhắn cầu cứu cho nhà sản xuất. Hyun Oh thản nhiên nói dối rằng anh chỉ là lo lắng cho đội ngũ sản xuất. Tuy nhiên, Un Ho lại để ý thấy đôi giày trên chân Hyun Oh không giống nhau. Đối diện với Hyun Oh rõ ràng đang lo lắng cho mình, Un Ho lại nói lời cay nghiệt, yêu cầu anh sau này đừng tốt bụng cứu cô nữa. Ngày hôm sau tại tòa soạn, đồng nghiệp kiêm hàng xóm So Jung nói Hyun Oh là chú chân dài trong phim Hàn, dù đã chia tay nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ người yêu cũ. Hyun Oh ra sức thanh minh, nhưng càng như vậy, So Jung càng tin chắc rằng anh vẫn còn yêu Un Ho. Hơn nữa, mấy hôm trước So Jung vì vấn đề cổ tay nên đã đến bệnh viện. Lo lắng cho hàng xóm, Hyun Oh đã nắm lấy cổ tay So Jung để thể hiện sự quan tâm. Chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt Un Ho tràn đầy sự khó chịu. Ở một diễn biến khác, sau khi đỗ xe xong, Sejon cố ý đi ngang qua cửa sổ nơi Haeji làm việc. Tuy nhiên, Haeji không có ở đó. Trong lúc làm việc, ánh mắt nữ MC Hyejon luôn hướng về phía Sejon. Cô còn hỏi Sejon rằng cô có xinh đẹp hay không. Sejon gật đầu, nghe được câu trả lời, Hyejon có chút bất an. Sejon là một anh chàng đẹp trai lạnh lùng, tuyệt đối không phải kiểu người hay nhận xét về người khác phái. Nhưng gần đây, anh chàng lạnh lùng này lại trở nên dễ xúc động lạ thường. Hyejon nghi ngờ rằng Sejon chắc chắn đã có bạn gái. Để xác minh điều này, Hyejon đã nhờ một đồng nghiệp tìm hiểu giúp. Người đồng nghiệp ngốc nghếch đó đã trực tiếp hỏi thẳng Sejon. Sejon chỉ cười mà không trả lời,
tối tan sở, Sejon lại đến bãi đậu xe. Nhưng lần này, Heji vẫn không có ở đó. Sejon trở về nhà, nhìn thấy chiếc cốc trên bàn, anh nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm đó khi Heji ở nhà mình. Đêm hôm đó, Heji rất tò mò về mùi hương trong phòng và chiếc chăn của Sejon. Trước mặt Heji, Sejon dường như trút bỏ mọi phòng bị, trải lòng tâm sự. Hóa ra, Sejon còn có một người anh trai, hai anh em sống nương tựa vào mẹ. Ngày lễ tốt nghiệp của anh trai đến tham dự, nhưng không may gặp tai nạn xe hơi và trở thành người thực vật. Đau buồn hơn nữa là mẹ anh cho rằng nếu không phải Sejon rủ anh trai đi dự lễ tốt nghiệp thì con trai cả của bà đã không gặp chuyện. Không lâu sau, anh trai không may qua đời. Vào thời điểm đó, anh trai đã được nhận vào làm MC. Nhìn người mẹ đau khổ tột cùng, Sejon quyết định thay anh trai thực hiện ước mơ. Sau bao nỗ lực, cuối cùng anh cũng thi đậu vào vị trí MC. Sejon tin rằng anh trai ở trên trời sẽ cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, Heji lại hỏi, vậy Sejon đang sống như vậy có cảm thấy hạnh phúc không? Câu hỏi của Heji khiến Sejon đỏ hoe mắt. Đúng vậy, kể từ khi quyết tâm sống thay anh trai, anh đã giấu kín bản thân mình. Nghĩ đến đây, Sejon lại đến bãi đậu xe. Lần này, cuối cùng anh cũng gặp được Heji. Sejon nhắc đến chuyện Heji sau khi ngủ lại nhà mình một đêm đã bỏ đi mà không một lời từ biệt. Heji lại nói rằng cô hoàn toàn không nhớ gì cả. Sejon dịu dàng nói rằng lần sau anh vẫn muốn được thức dậy cùng Heji. Heji ngại ngùng che miệng, cảm thấy người đàn ông mình thích thật lãng mạn. Ngay sau đó, Heji lại hỏi Sejon làm sao biết cô làm việc ở đây. Trước khi cô viết thư, Sejon đã đến bãi đậu xe tìm cô. Sejon né tránh ánh mắt, trả lời rằng từ rất lâu rồi, khi ở bãi đậu xe, anh đã để ý đến Heji. Lúc đó, Heji để tóc mái dài che khuất mắt, nhìn thấy anh là sẽ lập tức tránh mặt, còn tốt bụng giữ chỗ đậu xe cho anh. Nói xong, Sejon thẳng thắn nói rằng Heji như vậy rất đặc biệt, cũng rất đáng yêu. Heji vui mừng khẳng định rằng Sejon đã thích mình. Sejon lại dội cho cô một gáo nước lạnh, nói rằng đó không hẳn là thích, mà là bởi vì những trải nghiệm với Heji đều là lần đầu tiên anh trải qua, nên anh mới nhớ đến cô. Buổi tối, Heejon và anh đồng nghiệp ngốc nghếch đến bãi đậu xe. Hôm nay ở quầy bán nước tự động, anh đồng nghiệp ngốc nghếch nhìn thấy Sejon cười với một người phụ nữ. Anh cảm thấy như đã gặp người phụ nữ này ở đâu đó rồi. Khi lái xe vào chỗ đậu xe, nhìn thấy Heji, anh đồng nghiệp ngốc nghếch chỉ tay vào Heji và hét lên, chính là cô ta. Heejon nhìn thấy Sejon đang đi cùng Heji, trên mặt anh nở nụ cười mà cô chưa từng thấy anh dành cho mình. Theo tiếng chuông báo thức 4 giờ sáng, nhân cách của Heji bị che giấu, nhân cách chính là Unho xuất hiện. Hôm nay, giám đốc đài truyền hình dẫn theo một nữ MC trẻ tuổi tên là Jinhwa đến. Trước mặt Unho, giám đốc hết lời khen ngợi Jinhwa, đồng thời ngấm ngầm châm chọc Unho là tiền bối của Jinhwa. Tổ trưởng kiêm tiền bối đã báo cáo tình hình cho Hyun-oh, nghe nói giám đốc có ý định loại Unho khỏi chương trình tin tức buổi trưa, dự định để Jinhwa thay thế vị trí của cô. Nghe vậy, Hyun-oh lộ vẻ lo lắng, để Jinhwa có thể thay thế Unho, giám đốc bắt đầu cố tình soi mói, nói Unho đọc sai chữ khi phát sóng bản tin. Sau đó, ông ta còn mắng mỏ Unho vừa không còn trẻ trung, vừa không có kinh nghiệm. Ngay sau đó, Unho bị gọi đến cuộc họp phê bình. Lý do là vì trước đây có quy định yêu cầu MC hạn chế ghi hình trực tiếp tại hiện trường, nhưng mấy ngày nay, Unho đã ghi hình trực tiếp 2 lần. Dưới sự chất vấn của mọi người, Unho cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Lúc này, Hyun-oh bước vào. Unho định giải thích thì cô nàng Jinhwa Thảo Mai bất ngờ lên tiếng, yêu cầu Unho xin lỗi mọi người. Jinhwa hùng hồn nói rằng hành động của Unho đã làm tổn hại đến phẩm giá của vô số MC, bao gồm cả cô ta, chà đạp lên nỗ lực và ước mơ của mọi người. Đối mặt với lời chỉ trích của Jinhwa, Unho do dự một lúc rồi đứng dậy, cúi đầu xin lỗi mọi người một cách hèn mọn. Nhìn Unho dễ dàng cúi đầu, trong lòng Hyun-oh trào dâng cảm giác khó chịu. Đêm hôm trước, sau khi giải cứu Unho khỏi kho đông lạnh, Hyun-oh đã nói những lời khó nghe, cho rằng Unho khiến anh cảm thấy mất mặt. Trong những năm tháng yêu nhau, Hyun-oh luôn bị hỏi tại sao lại yêu Unho. Trong mắt người ngoài, Unho hoàn toàn không xứng với MC nổi tiếng đài truyền hình như Hyun-oh. Hyun-oh không muốn nghe người ngoài bàn tán về Unho. Anh hy vọng rằng dù không có anh, Unho vẫn có thể dựa vào bản thân để tồn tại trong giới MC cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, Unho lại lạnh lùng nói thẳng rằng cô không thể làm được, bởi vì cô chưa bao giờ là một người xuất sắc. Hyun-oh không cần phải bận tâm đến cô, dù sao họ đã chia tay, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Thế nhưng, ngày hôm sau, khi nhìn thấy quảng cáo tuyển dụng của Hyun-oh và Jinhwa cho đài truyền hình, Unho tràn đầy phiền muộn. Một đồng nghiệp nhiều chuyện chạy đến, nói rằng ở bãi đậu xe của một đài truyền hình khác, anh ấy nhìn thấy một người phụ nữ giống hệt Unho. Nam đồng nghiệp nghi ngờ đó là em gái Unho, nhưng lại nghe nói em gái cô đã qua đời. Unho giữ người, cảnh cáo đồng nghiệp đừng xen vào chuyện bao đồng, nói rằng em gái cô vẫn còn sống. Nhiều năm trước, Unho nhận được tin em gái mất tích trong chuyến du lịch tốt nghiệp. Cảnh sát không tìm thấy người, cũng không tìm thấy thi thể. Sau ngày hôm đó, Unho xem nhật ký của em gái. Nhật ký viết toàn là những lời ngưỡng mộ dành cho chị gái. Ngoài ra, ước mơ của em gái là được làm việc ở bãi đậu xe. Sau khi đọc xong nhật ký, Unho đến một bãi đậu xe, buông tóc mái dài che khuất mặt, giả làm em gái Heji. Tuy nhiên, thời gian lâu dần, nhân cách của em gái bắt đầu hình thành. Mỗi khi tỉnh dậy, Unho thường không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, thậm chí còn phát hiện trên người xuất hiện những vết thương khó hiểu. Hôm nay, đồng nghiệp gửi tin nhắn cho Unho, nói rằng đã tra được thân phận của Sejon, anh ta là MC rất nổi tiếng của đài truyền hình bên cạnh. Trong đầu Unho hiện lên những mảnh ký ức vụn vặt về đêm hôm đó ở nhà Sejon. Để tìm hiểu rõ Sejon là ai, ngày hôm sau,
Eun-ho đến đài truyền hình nơi Sejon làm việc. Khi cô đang làm thủ tục đăng ký, Sejon với nụ cười rạng rỡ xuất hiện phía sau. Tuy nhiên, đối mặt với Sejon, Eun-ho lại lộ vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, Hyun-o đi tới, gọi Eun-ho. Eun-ho vội vàng quay đầu lại, để tránh bị nhận ra, Eun-ho vội vàng quay đầu bỏ chạy. Thấy Eun-ho có vẻ thân thiết với Sejon, Hyun-o không giấu nổi tức giận. Eun-ho chạy vào nhà vệ sinh, những mảnh ký ức vụn vỡ hiện lên chập chờn khiến cô đau đầu dữ dội. Trong lúc xúc động, cô đập vỡ gương và ngất xỉu. Khi tỉnh lại, nhân cách của Hye-ji đã xuất hiện. Lúc này, Hye-ji đang ở phòng y tế, bên cạnh là Sejon với vẻ mặt lo lắng. Hye-ji hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nghe Sejon kể lại việc mình đập vỡ gương, Hye-ji vô cùng ngạc nhiên. Sejon đã thanh toán tiền bồi thường gương vỡ, còn ân cần sờ trán xem cô có bị sốt không. Điều này khiến Hye-ji cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hôm đó, Hye-ji đến gặp bác sĩ tâm lý như thường lệ. Bác sĩ nhắc nhở cô về căn bệnh đa nhân cách, cho biết một khi được chữa khỏi, hai nhân cách sẽ hợp nhất thành một và Hye-ji sẽ biến mất. Hye-ji không muốn như vậy, bởi vì với cô, cuộc sống của Hye-ji hạnh phúc hơn Eun-ho trong giấc mơ rất nhiều. Vì vậy, cô không muốn từ bỏ thân phận này. Buổi tối trở về nhà, Hye-ji quyết tâm không để Eun-ho cướp lấy cơ thể này. Cô ghi lại mọi chuyện vào nhật ký. Rạng sáng 4 giờ, nhân cách của Eun-ho trở lại. Cô đọc được nhật ký, biết mình mắc chứng đa nhân cách và Hye-ji là một nhân cách khác của cô, đã tìm được hạnh phúc, có người yêu thương. Hye-ji hy vọng Eun-ho nhường cơ thể lại cho cô ấy một người đang hạnh phúc hơn. Đọc xong nhật ký, Eun-ho nhìn bức ảnh chụp chung với em gái Hye-ji hồi nhỏ, lòng dâng lên nỗi buồn man mác. Ngày hôm sau, Hyun-o hỏi Eun-ho về việc cô đến đài truyền hình bên cạnh, nhưng Eun-ho một mực phủ nhận. Tan sở, Eun-ho thử gọi điện cho Sejon nhưng không ai nghe máy. Sejon sau khi xong bản tin thời sự, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ Hye-ji, liền gọi lại ngay. Nhưng Hye-ji cũng không nghe máy. Lúc này, đồng nghiệp Jin-hwa đến tìm Sejon, báo tối nay giám đốc mời mọi người đi nhậu. Trong bữa tiệc, gã trưởng phòng háo sắc liên tục giở trò quấy rối Jin-hwa. Sejon thấy vậy liền lên tiếng bênh vực, bị gã hất nước vào người. Jin-hwa cảm ơn Sejon nhưng không muốn làm lớn chuyện. Kết thúc buổi tiệc, Sejon rủ Hye-ji đi ăn mì. Hye-ji nhận ra anh đã gặp chuyện bực mình. Nghe Sejon kể về hành vi của gã giám đốc, Hye-ji quyết định sẽ dạy cho hắn ta một bài học. Hôm sau, ở bãi đậu xe, Hye-ji bắt gặp gã giám đốc đang nói chuyện điện thoại với giọng điệu tự cao tự đại, quả nhiên không phải người tốt. Thấy Hye-ji mãi không chịu tính tiền vé xe, hắn ta bực tức chọc phiếu gửi xe vào người cô. Hye-ji liền hét lớn, tố cáo hắn sàm sỡ ngực cô. Sự việc được báo lên bộ phận quản lý bãi xe. Gã giám đốc một mực chối tội, nhưng Hye-ji diễn xuất tài tình, tỏ vẻ ngây thơ và uất ức. Kết quả, cấp trên kết luận hành vi của gã là quấy rối, sẽ bị xử lý theo pháp luật. Gã giám đốc không còn cách nào khác, đành ngậm ngùi nhận lỗi, quỳ xuống xin lỗi Hye-ji. Biết chuyện Hye-ji trừng trị gã giám đốc, Jin-hwa tìm đến, hỏi cô có phải đang hẹn hò với Sejon không. Hye-ji thừa nhận, Jin-hwa tuy buồn bã nhưng không hề ghen tị, còn rủ Hye-ji đi ăn ốc luộc vỉa hè. Đang ăn ốc, Sejon đến, hai người phụ nữ vui vẻ kể lại chuyện gã giám đốc bị chơi xỏ. Đang nói chuyện, Sejon nhận được điện thoại, vội vàng cáo lui. Jin-hwa đã quen với việc này. Ai ngờ vừa đi được vài bước, Sejon quay lại, hỏi Hye-ji có thể đi cùng anh đến một nơi được không. Sejon đưa Hye-ji đến bệnh viện nơi mẹ anh đang nằm. Mẹ anh lên cơn đau, đang giằng co với y tá. Sejon vội chạy đến dỗ dành, nhưng bà vẫn không nhận ra anh, cứ ngỡ anh là con trai cả đã mất. Thấy vậy, Hye-ji bước vào phòng bệnh, giới thiệu mình là bạn gái của Sejon. Cô nắm lấy tay mẹ anh, hỏi han ân cần, khuyên bà ăn uống, nghỉ ngơi cho khỏe và nói rằng Sejon vẫn còn sống chính là điều may mắn nhất rồi. Nghe những lời ấm áp đó, mẹ Sejon bình tĩnh trở lại, hỏi han về Hye-ji. Thấy Hye-ji dễ dàng dỗ dành được mẹ mình, Sejon càng thêm yêu mến cô. Buổi tối, Hye-ji ngắm nhìn chiếc nhẫn dây thừng mà mẹ Sejon tặng, Sejon dịu dàng vuốt tóc cô. Cô gái trước mặt khiến anh cảm nhận được sự ấm áp và rung động chưa từng có. Dưới bầu trời đêm, Hye-ji nhẹ nhàng nắm lấy tay Sejon. Sejon mỉm cười, siết chặt tay cô, mối quan hệ yêu đương của hai người chính thức bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, nhân cách của Eun-ho tỉnh dậy, thấy trên tay mình đeo một chiếc nhẫn, Eun-ho vô cùng ngạc nhiên. Đọc nhật ký, cô mới biết chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, Eun-ho tháo chiếc nhẫn ra, hôm nay là ngày hội thao của tòa soạn. Đến nơi, Eun-ho mới biết địa điểm tổ chức là một công viên, nơi em gái Hye-ji của cô bị mất tích nhiều năm trước. Vừa đến công viên, chủ nhà trọ đã nghiêm túc cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm của nơi này, đặc biệt là khu rừng phía trước. Người ta đồn rằng có rất nhiều người đã lạc đường và chết trong đó. Lời nói của chủ nhà trọ khiến Eun-ho nhớ lại chuyện buồn. Buổi tối, vừa kết thúc công việc, cô vội vã rời đi. Thay vì về nhà, Eun-ho đến lối vào khu rừng. Cảnh tượng rừng cây âm u mờ ảo trước mắt khiến cô chìm sâu vào dòng hồi tưởng. Năm đó, em gái cô vốn không muốn tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp, chính Eun-ho đã khuyên nhủ cô bé. Chính vì vậy mà gián tiếp dẫn đến việc em gái mất tích. Giờ đây, khu rừng trước mặt âm u đáng sợ như địa ngục ban đêm, nhưng Eun-ho không hề do dự bước vào. Bỗng nhiên, một tiếng động kỳ lạ vang lên trong rừng. Hoảng sợ, Eun-ho quay đầu bỏ chạy, nhưng lại vấp ngã. Trước khi ngất xỉu, Eun-ho nhớ lại lời em gái nói không muốn đi du lịch, nước mắt cô tuôn rơi. May mắn thay, Eun-ho không sao. Hôm sau, Eun-ho và Hyun-o cùng nhau dẫn bản tin thời sự. Giữa chừng, một đoạn video được phát xen vào, nội dung kể về câu chuyện của hai chị em. Người em gái rất dựa dẫm vào chị, coi chị là tất cả. Câu chuyện này quá giống với Eun-ho, khiến cô bỗng nhiên chìm vào ký ức, tinh thần bất ổn.
Huyên Ô vội vàng ngồi xuống an ủi cô, Un Ho bật khóc nức nở, nói rằng không phải cô hại em gái. Chứng kiến Un Ho đau khổ, Huyên Ô ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng, dịu dàng an ủi. Un Ho dần dần bình tĩnh lại, bản tin vẫn chưa kết thúc, Huyên Ô dìu Un Ho đứng dậy, xử lý tình huống khẩn cấp. Un Ho cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, phối hợp với Huyên Ô hoàn thành bản tin. Kết thúc chương trình, Huyên Ô âm thầm nắm lấy tay Un Ho, sau đó ngang nhiên kéo cô vào thang máy trước mặt mọi người. Trong thang máy vắng người, Un Ho bảo Huyên Ô buông tay, đừng bận tâm đến cô nữa. Huyên Ô buông tay, nhìn Un Ho đau khổ hỏi cô chắc chắn muốn anh buông tay sao? Un Ho rưng rưng nước mắt, nhìn Huyên Ô, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, có người bước vào thang máy, Huyên Ô lập tức dùng cơ thể che chắn cho Un Ho, đồng thời đưa tay ra sau nắm chặt lấy tay cô. Khoảnh khắc đó, Un Ho cảm nhận được hạnh phúc. Khi mọi người đã rời khỏi thang máy, Un Ho vẫn không chịu buông tay. Thấy vậy, Huyên Ô bấm nút đóng cửa thang máy, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Un Ho vẫn đang khóc, Huyên Ô dịu dàng bảo cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Un Ho chậm rãi ngẩng lên, Huyên Ô bất ngờ trao cho cô nụ hôn dài nồng nàn. Un Ho không hề từ chối, lúc này, cô chỉ muốn chìm đắm trong niềm vui sướng đã lâu mới tìm lại được. Nửa đêm, Un Ho tỉnh giấc và phát hiện Huyên Ô vẫn ở trong nhà mình. Cô chưa kịp hoàn hồn thì Huyên Ô đã kéo cô ra ngoài ăn khuya. Trong lúc ăn, Un Ho cứ nhìn chằm chằm Huyên Ô, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tối qua là thực hay mơ. Huyên Ô dịu dàng nói với Un Ho cơn hoảng loạn là thật, nụ hôn cũng là thật. Ăn xong, Huyên Ô tự ý quay lại nhà Un Ho, nói rằng sẽ đợi đến khi cô ngủ rồi mới chịu về. Nhìn người bạn trai cũ dường như vẫn còn lưu luyến mình, ký ức về Huyên Ô lại ùa về trong tâm trí Un Ho. Họ đã từng yêu nhau 8 năm, khi Un Ho đề nghị kết hôn, Huyên Ô đã thẳng thừng từ chối. Thực ra, ngay từ đầu khi mới quen nhau, Huyên Ô đã nói rõ với Un Ho rằng anh là người theo chủ nghĩa độc thân. Un Ho không thể hiểu nổi, nếu Huyên Ô không có ý định kết hôn với cô thì tại sao lại lãng phí thời gian của cô đến 8 năm trời? Đáng lẽ vào thời điểm thích hợp, ở nơi thích hợp hai người nên nói lời chia tay. Nếu giờ cô mới hẹn hò với người khác thì phải ngoài 40 tuổi cô mới có thể kết hôn. Huyên Ô lại không cho là như vậy, anh nói rằng nếu cô cần hẹn hò với người khác thì hai người phải chia tay luôn. Sau đó Huyên Ô lạnh lùng đề nghị chia tay. Un Ho vội vàng đuổi theo, nào ngờ Huyên Ô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, hất tay cô ra, nói một câu tạm biệt, bảo trọng rồi quay lưng bỏ đi. Giờ đây, Un Ho đã ngủ thiếp đi, Huyên Ô định rời đi thì thấy cô khóc thút thít trong giấc ngủ. Anh lại một lần nữa ở lại. Sáng hôm sau, Huyên Ô muốn đưa Un Ho đến bệnh viện để điều trị chứng rối loạn hoảng sợ. Un Ho nói rằng cô có bệnh viện quen thuộc nên Huyên Ô đã lái xe đưa cô đến đó. Trong lúc khám bệnh, Un Ho hỏi bác sĩ về chứng rối loạn nhân cách của mình. Cô cho biết gần đây cô cảm thấy rất bối rối, trong đầu thi thoảng lại lóe lên những ký ức về Haeji. Un Ho biết rằng nhân cách của Haeji đến từ em gái mình. Nhiều năm trước, Un Ho và em gái mất cha mẹ. Bà nội đã nhận nuôi hai chị em và họ đã nương tựa vào nhau mà lớn lên. Tuy là chị em nhưng tính cách của họ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Un Ho độc lập, mạnh mẽ, còn em gái cô lại nhút nhát, rụt rè và luôn dựa dẫm vào chị gái. Hôm đó, Un Ho khuyên em gái tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp và cho rằng chỉ có mở rộng mối quan hệ thì em gái mới có thể sống tự lập. Nhưng chính trong chuyến du lịch đó, em gái cô đã mất tích một cách bí ẩn. Nhiều năm sau, vụ án mất tích của em gái Un Ho đã hết hiệu lực pháp lý nhưng cô và bà vẫn kiên trì chờ đợi. Không lâu sau, bà nội cũng qua đời. Mất đi hai người thân yêu nhất, Un Ho đọc nhật ký của em gái và biết được ước mơ trở thành nhân viên trông xe của em gái. Un Ho đã cầu xin quản lý bãi đậu xe cho cô làm việc ở đó, dù không cần lương, chỉ cần cho cô ngồi đó là được. Ban đầu, Un Ho chỉ giả làm em gái, nhưng không ngờ rằng dần dần cô đã hình thành nên một nhân cách khác, nhân cách của Haeji. Theo yêu cầu của Un Ho, bác sĩ đã cho cô xem đoạn video ghi lại cảnh Haeji đến khám bệnh. Trong video, Haeji nói rằng cô ấy rất hạnh phúc hơn cả Un Ho trong mơ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Un Ho như người mất hồn. Khám bệnh xong, Huyên Ô hỏi thăm tình hình của Un Ho, nhưng cô lại nói dối rằng mọi chuyện đều ổn. Bên ngoài trời đổ mưa, Huyên Ô nhặt một chiếc ô hỏng che cho Un Ho, vừa đi vừa cố tình ôm lấy cô để cô khỏi bị ướt. Về đến nhà, Huyên Ô ân cần nấu món trứng cà chua cho Un Ho. Lúc ăn cơm, Huyên Ô nhìn thấy chiếc nhẫn bện dây trên tay Un Ho liền hỏi cô là chuyện gì. Un Ho nói dối là không có gì nhưng ánh mắt nhìn chiếc nhẫn lại chất chứa tâm sự. Un Ho lại một lần nữa tỉnh dậy trên giường và thấy Huyên Ô vẫn ở nhà mình. Huyên Ô đang dọn dẹp nhà cho Un Ho, vừa cằn nhằn cô ở bẩn, vừa lôi cô ra khỏi căn nhà bừa bộn. Vài phút sau, anh lại kéo Un Ho đi siêu thị mua đồ tẩy rửa. Đến siêu thị, hai người vừa đi vừa chơi đùa nhau, nếm thử món thịt lợn chiên xù, mua kem yêu thích của Un Ho. Cảnh tượng hai người trở về nhà đã lọt vào mắt Sejon. Từ ngày yêu Haeji, Sejon ngày nào cũng đến bãi đậu xe tìm bạn gái, nhưng mấy hôm nay, Haeji không đi làm. Vì Haeji nói rằng cô không dùng điện thoại nên Sejon không có cách nào liên lạc được với cô. Buổi tối, Sejon hỏi thăm đồng nghiệp ở bãi đậu xe về Haeji, nhưng không ai biết cô ấy ở đâu. Nữ đồng nghiệp đưa cho anh một chiếc điện thoại, đó là chiếc điện thoại mà lần trước Haeji bị ngất xỉu trong nhà vệ sinh và họ tìm thấy trên người cô. Tuy đã sạc pin đầy nhưng vẫn không thể mở máy. Sejon nhờ đồng nghiệp đưa chiếc điện thoại cho mình, giờ đây, anh nhớ Haeji ra giết. Ngày hôm sau, khi đang làm việc, nhìn chiếc điện thoại không thể mở nguồn, nhớ lại lời Haeji nói rằng cô không dùng điện thoại, trong lòng Sejon tràn ngập hoang mang. Để liên lạc được với bạn gái, Sejon đã gọi điện đến bãi đậu xe để xin số điện thoại của Haeji nhưng họ cũng không biết. Cho đến hôm nay, một đồng nghiệp ngốc nghếch ở công ty Un Ho đã tự ý tham gia chương trình của đài truyền hình nơi Sejon làm việc. Anh ta còn tuyên bố trên sóng truyền hình rằng mình đã nhìn thấy Sejon.
Xua khi quay xong chương trình, Sejon tò mò hỏi Han. Người đồng nghiệp ngốc nghếch cho biết hôm đó anh ta đã nhìn thấy Sejon nói chuyện với em gái Unho. Đây là lần đầu tiên Sejon nghe đến cái tên Unho. Sejon lên mạng tìm kiếm và phát hiện ra Unho trông giống hệt Haeji. Ban đầu, anh nghĩ rằng Unho là chị gái của Haeji. Nhưng Sejon nhớ Haeji đã từng nói rằng cô ấy sống một mình vì là con một. Lúc này, Sejon càng thêm bối rối. Tối hôm đó, Sejon bắt taxi đến nhà Haeji. Vừa hay anh nhìn thấy Haeji và Hyun-oh đi siêu thị về, hai người chơi đùa, tình tứ bên nhau. Sejon nhíu mày, trong lòng rối bời, Hyun-oh không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Anh làm món thịt lợn chiên xù cho Unho. Unho vui vẻ ăn, hai người cùng xem một tiền bối U50 quay trở lại dẫn chương trình thời sự. Hyun-oh nhìn Unho, mong muốn cô sau này cũng sẽ trở thành một phát thanh viên như vậy. Unho cũng nói rằng cô hy vọng Hyun-oh sẽ mãi mãi là phát thanh viên của chương trình thời sự vàng 9 giờ tối, còn cô sẽ ngồi bên cạnh anh. Nghe Unho nói những lời như lời hứa hẹn, ánh mắt Hyun-oh sáng lên. Sáng hôm sau, Unho tỉnh dậy, không thấy Hyun-oh đâu. Cô nghĩ rằng anh đã rời đi, không ngờ Hyun-oh xách túi đồ ăn từ ngoài bước vào. Hyun-oh mua cho Unho rất nhiều đồ ăn thức uống. Unho vui mừng nói rằng cô muốn ăn thịt ba chỉ. Hyun-oh lập tức đồng ý đưa cô đi ăn thịt nướng. Unho vui mừng thay quần áo. Lúc này, Hyun-oh nhận được điện thoại. Đó là cuộc gọi từ Seo-jung nói rằng có một bác gái của Hyun-oh bị ốm phải nhập viện. Unho thay quần áo xong bước ra thì thấy Hyun-oh với vẻ mặt lo lắng. Anh bỏ mặc cô và rời đi. Nhìn bóng lưng Hyun-oh khuất dần, Unho lại nhớ đến chuyện chia tay của hai người. Lúc đó, sau khi Hyun-oh nói lời chia tay, Unho đã khóc lóc níu kéo, liên tục nói lời xin lỗi, thậm chí còn hứa rằng sau này sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện kết hôn nữa. Tuy nhiên, Hyun-oh vẫn lạnh lùng, nhất quyết chia tay. Lúc này đây, sau khi vội vàng bỏ đi, Hyun-oh lại đội mưa quay lại nhà Unho, ánh mắt anh dịu dàng. Anh hy vọng Unho sẽ tiếp tục bị ốm để anh có cơ hội chăm sóc cô, tiếp tục duy trì mối quan hệ yêu đương với điều kiện là không kết hôn. Từng hạt mưa rơi xuống, mang theo nỗi buồn man mác. Sau một hồi do dự, Unho từ chối. Cô không thể chấp nhận mối quan hệ như vậy, không thể chịu đựng thêm một lần tổn thương nào nữa. Sau đó, Unho gượng cười, nói với Hyun-oh bảo trọng, tạm biệt. Đó là câu nói cuối cùng của Hyun-oh khi chia tay cô. Nhìn Unho từ chối mình, khuôn mặt Hyun-oh tràn đầy đau buồn, anh không nói ra nỗi lòng của mình. Trong đại gia đình của anh phải chăm sóc cho mấy bác gái, sau này việc chăm sóc người già cũng sẽ đổ hết lên đầu anh. Anh có thể làm việc đó mà không một lời oán thán, nhưng đối với người vợ tương lai của anh, đó quả là một cuộc sống như địa ngục. Vì vậy, anh lựa chọn không kết hôn. Trên xe, Hyun-oh nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền ngọc trai trước mặt, ký ức lại ùa về như dòng thác lũ. Hồi bé, mẹ anh bỏ đi, để lại Hyun-oh cho người cha nghiện cờ bạc. Trước khi đi, bà đưa cho con trai sợi dây chuyền của mình, dặn anh mỗi khi nhớ mẹ thì hãy nhìn vào nó và đừng quên lời dặn phải trở thành người mà ai cũng biết đến. Từ đó, Hyun-oh phải vừa đi học vừa làm thêm để trang trải nợ nần cho bố. Hàng xóm của anh là hai anh em Seo-jung cũng có hoàn cảnh tương tự. Một lần, khi cả ba đứa trẻ cùng đi trả nợ thay bố, chủ nợ là một bà lão ở sòng bạc phát hiện thiếu mất 10.000 won. Hyun-oh đã đứng ra nhận lỗi về mình, dù sự thật không phải vậy. Tai họa ập đến khi nhà Hyun-oh bị hỏa hoạn, bố anh chết trong biển lửa. Bà chủ nợ không buông tha cho Hyun-oh, nhất quyết bắt anh phải trả nợ thay bố. Hyun-oh đồng ý và được bà ta đưa về nuôi cùng bốn người phụ nữ khác, trong đó có cô em gái là chủ quán bar nóng bỏng. Thời gian trôi qua, Hyun-oh và hai anh em hàng xóm lớn lên, coi những người phụ nữ ấy như người thân trong gia đình. Một ngày, một trong số họ qua đời, người em gái hỏi Hyun-oh khi nào cưới vợ. Hyun-oh buồn bã, bởi anh không tin có người phụ nữ nào chịu chấp nhận gánh nặng gia đình như mình. Dù trong lòng anh luôn có hình bóng của Unho. Lúc đó, Hyun-oh đang hẹn hò với Unho. Có lần, anh làm mất sợi dây chuyền ngọc trai mà mẹ để lại. Unho đã mua tặng anh một chiếc y hệt. Anh rất hạnh phúc, nhưng khi Unho muốn treo nó trên xe, anh lại lấy xuống vì thấy vướng víu. Sau khi chia tay, Hyun-oh luôn mang theo sợi dây chuyền đó như một kỷ vật tình yêu. Nhìn thấy nó, anh nhận ra mình vẫn còn yêu Unho, vội vã chạy đến nhà cô trong đêm mưa, cầu xin cô tiếp tục làm bạn gái, nhưng bị từ chối phũ phàng. Sự nghiệp của Hyun-oh cũng gặp trắc trở khi anh bị tuột mất vị trí dẫn chương trình thời sự 9 giờ tối mà mình hằng mong ước. Sếp của Unho tiết lộ rằng chính Hyun-oh đã nhường cơ hội đó cho người khác để Unho được tiếp tục dẫn bản tin trưa. Unho biết chuyện, vừa tức giận vừa đau lòng trách mắng Hyun-oh, bởi vì cô biết vị trí đó có ý nghĩa với anh như thế nào. Ở một diễn biến khác, Sejon bị tung ảnh hẹn hò với nữ phóng viên Hyun, khiến Hyun bị cấp trên bắt viết thư xin lỗi và dừng phát tin thời sự. Tuy nhiên, Sejon chỉ quan tâm đến Haeji, cô gái làm việc ở bãi đậu xe. Anh thất vọng khi nhiều ngày liền không thấy cô đến làm. Nghĩ về mối quan hệ bế tắc với Hyun-oh, Unho đeo lại chiếc nhẫn dây do mẹ Sejon tặng, quyết định hóa thân thành Haeji. Sáng hôm sau, Sejon đến bãi đậu xe, nhìn thấy Haeji đang đứng ở đằng xa. Unho mỉm cười, bước đến trước mặt Sejon. Sejon không hề hay biết gì, cứ ngỡ người trước mặt là Haeji, liền nhân cơ hội này hỏi rõ thắc mắc trong lòng, muốn biết người phụ nữ giống hệt cô tên Unho trên thông tin trang web là ai. Unho nói dối rằng đó là chị gái của mình, nhưng Sejon nhớ rõ Haeji từng nói cô là con một. Unho chỉ có thể ấp úng nói rằng chuyện này một câu khó mà giải thích rõ ràng. Để tránh Sejon tiếp tục hỏi, Unho vội vàng chuyển chủ đề, hỏi Sejon tại sao mấy hôm trước lại đến nhà cô. Sejon nhìn Haeji với ánh mắt dịu dàng, nói, vì anh rất nhớ em. Sau đó, Sejon đã tra cứu thông tin gia đình của phát thanh viên Unho, nhưng không hề thấy thông tin về bất kỳ người chị em nào của cô ấy. Hôm nay,
đài truyền hình nơi Sejong làm việc tổ chức giải đấu bóng né. Ban đầu, Hyeon dự định sẽ cùng Sejong tham gia nội dung thi đấu đôi. Không ngờ, ngay trong trận đấu đơn đầu tiên, Hyeon đã bị chảy máu cam, không thể tiếp tục thi đấu. Đúng lúc này, Unho giả làm Hyejin đến phát đồ ăn nhẹ cho các vận động viên dưới danh nghĩa là nhân viên bãi đậu xe. Nhìn thấy vậy, Hyeon liền kéo tay Hyejin, năn nỉ cô cùng Sejong tham gia thi đấu đôi. Trong trận đấu, vì muốn bảo vệ bạn gái phía sau, Sejong đã dốc hết sức lực, phối hợp ăn ý với Hyejin, cuối cùng giành chiến thắng. Lúc nghỉ ngơi, ánh mắt Sejong vẫn luôn dừng lại trên người Hyejin. Unho vô ý bị thương, Sejong lập tức đưa bạn gái đến hiệu thuốc băng bó. Trên xe, Unho nhìn thấy điện thoại của mình đang ở chỗ Sejong. Sejong giải thích rằng đây là điện thoại của Hyejin, bị rơi ra lúc cô ấy ngất xỉu lần trước. Unho lại nói dối rằng đây là điện thoại của chị gái. Sejong hỏi tiếp, trước đây, vì muốn xin cách liên lạc của Hyejin, anh đã liên hệ với phòng hành chính của bãi đậu xe, nhưng họ lại nói không có nhân viên nào tên Hyejin. Unho lúng cuống nói dối có thể là bãi đậu xe đã bỏ sót thông tin của cô. Cô nói Sejong rất tò mò, Sejong vẫn nhẹ nhàng nói đó là vì người khiến anh tò mò chính là cô. Trong xe, ánh mắt Sejong quá đỗi nồng nhiệt, khiến Unho phải ngoảnh mặt đi. Unho trở lại đài truyền hình làm việc, trước khi lên sóng, hậu bối Jeon mới chịu nói chuyện với cô. Vì thầm thích Unho nhưng không được đáp lại, mấy ngày nay Jeon luôn giận dỗi cô. Bây giờ, Jeon tuyên bố mình đã hoàn toàn buông bỏ Unho rồi. Thế nhưng, hắn ta lại nói muốn hẹn hò chính thức với Unho. Unho nhẹ giọng nhắc nhở rằng trước đây bọn họ đã hôn nhau rồi. Mấy hôm trước, vì muốn bảo vệ chức vụ cho Unho, Hino đã chủ động từ bỏ vị trí phát thanh viên bản tin 9 giờ. Bây giờ, Unho đến năn nỉ cục trưởng, hy vọng ông ta cho Hino tham gia sát hạch lại. Cục trưởng lập tức từ chối, cho rằng Unho chỉ là một phát thanh viên vô danh tiểu tốt, không có tư cách thay mặt Hino cầu xin ông ta. Unho lại đi tìm tổ trưởng, người luôn quan tâm đến cô và Hino, cô thậm chí còn hứa sẽ từ bỏ vị trí phát thanh viên của mình, hy vọng tổ trưởng có thể giúp cô nói chuyện với cục trưởng. Tổ trưởng nói rằng ông ta đã nói nhiều lần rồi, nhưng vẫn không thuyết phục được cục trưởng, người luôn độc đoán chuyên quyền. Bây giờ, hy vọng duy nhất của ông ta là phát thanh viên mới của bản tin 9 giờ sẽ mắc lỗi khi lên sóng. Mọi người trong đài truyền hình đều biết, anh chàng phát thanh viên mới này là một kẻ ngốc, nói chuyện cũng không rõ ràng. Cùng lúc đó, sau khi bị loại khỏi danh sách ứng cử viên cho vị trí phát thanh viên bản tin 9 giờ, Hino bị buộc phải chuyển từ văn phòng rộng rãi sang phòng làm việc nhỏ bên ngoài, ngay cạnh Unho. Chưa hết, cấp trên còn ép buộc Hino và Unho đến đài truyền hình bên cạnh tham gia chương trình hợp tác giữa ba đài. Trùng hợp thay, hai người lại được sắp xếp đến đài truyền hình nơi Sejong đang làm việc. Sejong nhìn thấy tên của Unho trong danh sách tham gia. Lúc này, Hino bước đến, không mảy may nghi ngờ bắt tay với Sejong. Unho đến muộn, Sejong lập tức chuyển ánh mắt sang cô. Chương trình kết thúc, Sejong chủ động giới thiệu bản thân với Unho. Do dự một lát, Unho bắt tay Sejong. Sejong nhận ra trên tay Unho có dán băng cá nhân, đúng vị trí vết thương trên tay của Hyejin. Trong chớp mắt, Sejong dường như đã đoán ra điều gì đó, liền nắm chặt tay Unho. Nghe thấy Hino rục rã, Unho vội vàng rút tay lại, lấy cớ rời đi. Sejong đứng đó trầm ngâm, trong đầu toàn là những lời nói trước sau mâu thuẫn của Hyejin. Buổi tối, Sejong mở chiếc điện thoại nhặt được từ chỗ Hyejin, nhập số điện thoại của mình vào. Kết quả phát hiện ra trong chiếc điện thoại mà Hyejin nói là của chị gái lại có lưu tên của mình. Nghĩ đến đây, Sejong lập tức lái xe đến nhà Hyejin. Đứng trước cửa nhà, anh nhớ lại người đàn ông tình tứ với Hyejin mấy hôm trước chính là Hino, phát thanh viên mà anh gặp hôm nay. Đến lúc này, Sejong đã xác nhận được nghi ngờ trong lòng. Ngày hôm sau, khi đối diện với Unho, Sejong cố tình gọi tên Hyejin từ phía sau, quả nhiên, Unho quay đầu lại. Biết rằng lời nói dối đã bị vạch trần, Unho đành phải thừa nhận thân phận, đồng thời xin lỗi. Sejong có chút tức giận, nói thẳng rằng Unho giả vờ ngây thơ nhưng thực chất là nói dối không chớp mắt. Trong mắt Sejong lúc này, Unho cố ý giả làm Hyejin để tiếp cận anh. Không những vậy, Unho còn bắt cá hai tay, đồng thời qua lại với anh và Hino. Đối mặt với lời buộc tội, Unho đành phải nói ra sự thật mình bị rối loạn nhân cách phân ly. Sejong tạm thời tin tưởng, nhưng anh không thể chấp nhận việc Hyejin mà anh yêu chỉ là một nhân cách khác của Unho. Unho buồn bã nói rằng tình cảm của Hyejin dành cho Sejong là thật lòng. Sejong vẫn không thể chấp nhận Hyejin là ai, có phải là cùng một người với Unho đang đứng trước mặt anh hay không. So với những điều này, Sejong càng quan tâm đến việc liệu anh có thể gặp lại Hyejin hay không. Đối với anh, chỉ cần Hyejin có thể xuất hiện là được rồi. Unho không thể chắc chắn, chỉ nói rằng Hyejin không tồn tại trong thế giới thực. Sejong lên tiếng phản bác, anh cho rằng Hyejin, cô gái đáng yêu, trong sáng, vui vẻ trò chuyện cùng anh là có thật. Vì muốn chờ đợi Hyejin, Sejong thậm chí còn muốn giả vờ như cuộc trò chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, chỉ mong Hyejin có thể quay trở lại bên anh. Thế nhưng, đối mặt với mong muốn duy nhất của Sejong, Unho chỉ biết không ngừng xin lỗi. Không ai biết Hyejin có thể quay trở lại hay không và quay trở lại lúc nào. Bên này, tổ trưởng đang nóng lòng chờ đợi gã phát thanh viên ngốc nghếch kia mắc lỗi, không ngờ tên kia lại trái ngược với mọi khi, biểu hiện rất xuất sắc. Unho biết chuyện, trong lòng rất lo lắng cho Hino. Từ khi yêu nhau, Unho đã biết Hino rất yêu thích công việc phát thanh, thậm chí còn từng thức trắng đêm để tham gia hai chương trình liên tiếp. Sau đó, ngay cả khi đã được chọn làm phát thanh viên bản tin 9 giờ, anh ấy vẫn kiên quyết tự mình đi phỏng vấn, bị cục trưởng mắng mỏ cũng không một lời oán trách. Có lần, Unho nói rằng cô không muốn Hino phải vất vả như vậy, hy vọng bạn trai có thể ngủ một giấc ngon. Hino vừa mới đồng ý, quay đi quay lại đã nhận được điện thoại của cục trưởng rồi lại chạy đi làm thêm giờ.
Unho từng hỏi Huyên Ô tại sao lại mong muốn được làm phát thanh viên bản tin 9 giờ. Huyên Ô nói rằng đó là vì mẹ anh ấy. Anh ấy tin rằng chỉ cần mình có thể xuất hiện trên khung giờ vàng 9 giờ, mẹ anh ấy sẽ nhìn thấy anh ấy qua TV. Anh ấy muốn mẹ tự hào về người con trai này. Nghĩ đến mong muốn luôn nung nấu trong lòng của Huyên Ô, Unho vội vàng gọi điện thoại cho anh ấy, nhưng lại nghe thấy đầu dây bên kia báo đang bận. Unho đến thang máy vô tình nhìn thấy Huyên Ô đi qua. Cô đang định đi đến thì có đồng nghiệp gọi anh ấy và nói rằng anh ấy sắp kết hôn. Trong chớp mắt, Unho sững sờ, mặt mày tái mét. Huyên Ô định trả lời, nhưng lại nhìn thấy Unho đang đứng đó, nhìn anh ấy với vẻ mặt bàng hoàng. Unho suy sụp hoàn toàn, cô lẩm bẩm không thể nào và chìm trong vô thức khi đang đi bộ. Dù đã chia tay nhưng rõ ràng Unho chưa bao giờ thực sự quên được Huyên Ô. Trong lúc dẫn chương trình, Unho trở nên lơ đãng, thất thần, miệng vẫn lặp đi lặp lại câu nói không thể nào. Dù được đồng nghiệp nhắc nhở nhưng Unho vẫn không thể tập trung, thậm chí còn hét lớn trước ống kính khiến chương trình gặp sự cố. Cấp trên mắng mỏ Unho thậm tệ và yêu cầu cô viết bản kiểm điểm. Dù được đồng nghiệp an ủi nhưng Unho vẫn không có phản ứng gì, gương mặt phảng phất nỗi buồn sâu thẳm. Sau khi viết xong bản kiểm điểm, Unho đã liên lạc với Huyên Ô để hỏi rõ về chuyện anh sắp kết hôn. Trước đây khi còn yêu nhau, Unho chỉ mới nhắc đến chuyện kết hôn thì Huyên Ô đã lập tức nói lời chia tay. Huyên Ô đang định giải thích và thừa nhận rằng đúng là có tin đồn anh sắp kết hôn thì Unho đã nổi giận, nghi ngờ Huyên Ô bắt cá hai tay khi còn đang hẹn hò với cô. Trước đó, khi mới chia tay Huyên Ô, đồng nghiệp của Unho đã nhắc nhở cô rằng việc Huyên Ô đột ngột chia tay như vậy chắc chắn là do anh ta đã có người phụ nữ khác. Tuy nhiên lúc đó, Unho vẫn bênh vực Huyên Ô, cho rằng Huyên Ô nói lời chia tay chỉ vì anh là người theo chủ nghĩa độc thân. Giờ đây, khi tin tức Huyên Ô kết hôn lan truyền, Unho cảm thấy mình như một con ngốc bị người khác đem ra làm trò cười. Cô hoàn toàn suy sụp và mất hết tinh thần. Trên đường đi làm bằng tàu điện ngầm vào buổi sáng, Unho hồi tưởng lại những kỷ niệm ngọt ngào với Huyên Ô. Đó là lần sau khi kết thúc ngày hội thao của đài truyền hình, Huyên Ô nán lại sân vận động, liên tục tìm kiếm thứ gì đó. Ban đầu, Unho định bỏ mặc Huyên Ô và rời đi, nhưng khi quay đầu lại, cô nghe thấy tiếng khóc nức nở của Huyên Ô. Unho không đành lòng nên đã hỏi han và biết được Huyên Ô đã vô tình làm mất chiếc vòng cổ mà mẹ anh để lại. Mẹ Huyên Ô đã bỏ nhà đi từ khi anh còn nhỏ nên đối với Huyên Ô, chiếc vòng cổ đó là vật vô cùng quý giá. Unho đã hứa với Huyên Ô rằng nếu anh rời khỏi sân vận động này, cô sẽ mua cho anh một chiếc y hệt. Huyên Ô lúc này mới ngừng khóc, nắm lấy tay Unho và cùng cô đi ăn thịt nướng. Trong thời gian yêu nhau, Unho từng ủi áo sơ mi cho Huyên Ô, nhưng Huyên Ô mặc vào vẫn thấy áo nhăn nhúm. Unho tinh nghịch nói rằng cô đã dùng ánh nắng mặt trời và gió nhẹ để ủi khô. Nhận ra Unho không thực sự ủi áo, Huyên Ô vội vàng đi tìm bàn ủi thì thấy bạn gái lấy ra một chiếc áo khác đã được ủi phẳng phiu. Hóa ra Unho chỉ đang trêu chọc Huyên Ô. Lúc đó, Huyên Ô đã nói rằng Unho thật đáng yêu. Giờ đây, khi nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào dường như không thể nào quay trở lại với Huyên Ô, Unho đã ngẩn ngơ, thất thần đến mức đi nhầm nhiều ga tàu điện ngầm, dẫn đến việc đến muộn buổi phát thanh buổi sáng. Unho lại bị cấp trên bắt viết bản kiểm điểm. Lúc này, cô đã hoàn toàn mất niềm tin vào công việc và cuộc sống. Cấp trên một lần nữa mắng mỏ Unho thậm tệ, trực tiếp ra lệnh cho cô rời khỏi chương trình phát thanh. Chưa dừng lại ở đó, vài ngày sau, cấp trên tiếp tục loại Unho khỏi chương trình còn lại của cô. Dù đồng nghiệp muốn đi đòi lại công bằng cho Unho nhưng cô chỉ lắc đầu, nói rằng mọi chuyện đã kết thúc. Jeon, một đồng nghiệp thầm yêu Unho, lo lắng cho cô, nhưng Unho nói rằng cô ổn, chỉ buồn vì bị loại khỏi chương trình thời sự buổi trưa, bởi vì đó là vị trí mà Huyên Ô đã từ bỏ chương trình tin tức 9 giờ tối để giành lấy cho cô. Jeon an ủi Unho rằng những chuyện xảy ra không phải lỗi của cô. Thế nhưng Unho lại vô cùng chán nản và tự trách bản thân, cho rằng tất cả những chuyện xảy ra từ khi chia tay Huyên Ô đến giờ đều là do cô, có lẽ sự tồn tại của cô là một sai lầm. Unho không hề hay biết rằng lý do Huyên Ô vướng phải tin đồn kết hôn là vì anh có nỗi khổ tâm riêng. Bà của Huyên Ô, người đã nhận nuôi anh, bị ung thư, nếu không điều trị thì chỉ có thể sống thêm được một năm nữa. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà mong muốn Huyên Ô thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mình là kết hôn, xây dựng gia đình hạnh phúc. Khi Huyên Ô đang đau đầu vì chuyện này thì một cô gái tên là Do Jeong đã chủ động ngỏ lời muốn kết hôn với anh. Do Jeong là em gái của người chị bán rượu, người đã cùng với 5 người bà khác nuôi nấng Huyên Ô. Huyên Ô nhắc nhở Do Jeong rằng kết hôn không phải là chuyện đơn giản. Những người bà đã nuôi nấng anh trưởng thành, vì vậy đối với anh, chăm sóc những người già là trách nhiệm mà anh phải gánh vác. Thế nhưng anh không muốn người vợ tương lai của mình phải chịu áp lực này. Do Jeong nói rằng cô rất quý mến gia đình Huyên Ô, đặc biệt là những người bà đáng yêu. Đối với Do Jeong, được sống vui vẻ cùng những người bà là một điều hạnh phúc. Về nỗi lo lắng của Huyên Ô, Do Jeong thẳng thắn nói rằng khi còn nhỏ, cô đã từng tự tay chăm sóc bà nội ruột của mình nên đối với cô, việc chăm sóc người già không phải là điều gì quá vất vả. Hơn nữa, nếu Huyên Ô muốn thực hiện di nguyện của bà thì kết hôn với cô là sự lựa chọn duy nhất. Nhìn chiếc vòng cổ do Unho tặng trong xe, Huyên Ô vẫn chưa thể quyết định kết hôn với Do Jeong. Vào một buổi tối, Huyên Ô khuyên bà nên đến bệnh viện điều trị, đồng thời hứa sẽ ở bên cạnh và thực hiện những mong muốn khác của bà, ngoại trừ việc kết hôn. Thế nhưng bà lại nói rằng, lý do bà muốn Huyên Ô kết hôn không phải là để giữ anh ở bên cạnh. Năm đó, bà chọn nuôi nấng Huyên Ô vì cô đơn, vì cần một người con cháu để lo cho mình lúc tuổi già. Nhưng giờ đây, sau nhiều năm chung sống với Huyên Ô, bà đã nảy sinh tình cảm với anh. Bà biết rằng một khi bà ra đi, những người bà khác cũng sẽ lần lượt rời bỏ cõi đời này, ngôi nhà này sẽ chỉ còn lại một mình Huyên Ô. Bà lo lắng Huyên Ô sẽ cô đơn. Nếu anh kết hôn, dù có nhắm mắt xuôi tay, bà cũng có thể yên lòng.
Lời nói của bà khiến Huynh Ô nhất thời không biết phải làm sao. Nhìn người bà hiền hậu, nhân từ, nghĩ đến Un Ho đang đau khổ, tuyệt vọng vì mình, Huynh Ô dường như đã hạ quyết tâm. Đêm đó, Huynh Ô đến gần nhà Un Ho, bước lên những bậc thang quen thuộc. Cách đây không lâu, cũng chính tại nơi này, Huynh Ô đã lựa chọn nhẫn tâm nói lời chia tay với Un Ho. Vừa hồi tưởng lại chuyện cũ, Huynh Ô vừa đi đến trước cửa nhà Un Ho. Thế nhưng sau cả đêm dài do dự, cuối cùng Huynh Ô vẫn không đủ can đảm bước vào. Ngày hôm sau, nhân viên chuyển phát nhanh mang bưu phẩm của Un Ho đến đài truyền hình, nhưng đợi mãi không thấy ai ra nhận. Bởi vì lúc này, Un Ho đã nghỉ việc. Sau khi rời khỏi đài truyền hình, Un Ho đọc nhật ký của Haeji, nhân cách thứ hai của cô. Trong nhật ký, mỗi câu chữ của Haeji đều toát lên vẻ hạnh phúc và viên mãn. Ngược lại, nhật ký của Un Ho, nhân cách chủ đạo, tràn ngập những cảm xúc tiêu cực, chi chít những dòng chữ thể hiện sự bất an và ghét bỏ bản thân. Cuối cùng, Un Ho đã quyết định viết nhật ký với tư cách là Haeji. Bởi vì Un Ho không hạnh phúc, sống một cuộc đời thất bại, cho nên đã đến lúc Haeji xuất hiện. Nhắc đến Haeji, Sejon vẫn luôn nhung nhớ cô. Sejon tin rằng chỉ cần kiên trì chờ đợi, Haeji nhất định sẽ xuất hiện. Và một khi Haeji xuất hiện, chỉ cần anh thể hiện tốt thì sẽ có thể một lần nữa chiếm được trái tim của cô. Đối với Sejon, anh chỉ có một trái tim, và trái tim đó chỉ có thể chứa đựng một người. Kể từ đó, mỗi lần đi qua bãi đậu xe, Sejon đều dừng lại trước chỗ làm việc của Haeji, nhưng Haeji vẫn bật vô âm tín. Cho đến một ngày, Hyejon nói với Sejon rằng trái tim con người không chỉ có một, mà có thể có rất nhiều, vì vậy cô hy vọng Sejon hãy mở lòng mình. Những lời nói của Hyejon dường như đã khiến Sejon phần nào ngộ ra và nguôi ngoai. Một tháng trước, sau khi biết tin người yêu cũ Huynh Ô sắp kết hôn, Un Ho đau khổ tột cùng đến mức xin nghỉ việc không lương ở đài truyền hình và biến mất không một dấu vết. Huynh Ô và Sejon liên lạc mọi cách nhưng đều không nhận được hồi âm. Từ sau khi Un Ho rời đi, những chương trình cô từng phụ trách như bản tin sáng, bản tin trưa đều được thay thế bởi những phát thanh viên khác. Huynh Ô tỏ ra bình thản nhưng thực chất anh thường xuyên thẫn thờ, mất tập trung. Khi trưởng phòng hỏi về chuyện kết hôn, Huynh Ô thẳng thừng tuyên bố, cưới xin là chuyện tôi không bao giờ làm. Trong khi đó, cô nàng Do Ji Ong người chủ động cầu hôn Huynh Ô cũng đang làm việc chung đài truyền hình. Thời gian gần đây, tâm trạng cô ấy cũng không được tốt. Jion hậu bối quý mến Un Ho đã đến trò chuyện cùng Do Ji Ong. Cô nàng thổ lộ rằng bản thân không chỉ yêu quý gia đình Huynh Ô mà còn có tình cảm với anh. Sở dĩ cô nói dối chỉ thích gia đình anh là vì sợ Huynh Ô càng thêm xa lánh mình. Không ngờ, Huynh Ô lại nghe được toàn bộ câu chuyện. Anh nghiêm túc nói với Do Ji Ong rằng, ban đầu khi nghe cô nói không thích mình mà chỉ thích gia đình mình, anh đã có chút dao động. Nhưng khi biết cô có tình cảm với mình, anh lại cảm thấy áp lực. Bởi vì bản thân anh không hề có cảm giác với cô. Huynh Ô tuyên bố sẽ không cân nhắc việc kết hôn và mong Do Ji Ong tôn trọng quyết định của anh. Do Ji Ong đau lòng chấp nhận. Buổi tối, Huynh Ô nhận được tin vui, bệnh tình của bà anh đã có chuyển biến tốt. Anh thầm mừng rỡ vì từ giờ sẽ không ai thúc ép chuyện kết hôn nữa. Dù vậy, Huynh Ô vẫn rất lo lắng cho sức khỏe của bà, không cho bà uống rượu, hút thuốc. Trong bữa cơm, Huynh Ô loay hoay mãi không thể mở được nắp chai bia. Nhận ra tâm trạng anh không tốt, cô em gái hàng xóm liền nói thẳng Huynh Ô có vẻ buồn bã từ khi mất liên lạc với chị Un Ho. Sejon cũng rơi vào trạng thái tương tự, ngày nào anh cũng đến bãi đậu xe, hy vọng gặp lại Haeji, nhưng cô vẫn biệt vô âm tín. Để vơi đi nỗi nhớ nhung, Sejon bắt đầu xem lại các video của Un Ho trên mạng. Trong video, Un Ho đang vùng vẫy giữa biển nước để ghi hình phóng sự về rác thải đại dương. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, Sejon như thấy Haeji đang ở ngay bên cạnh mình. Tuy nhiên, Sejon cũng nhận ra Un Ho đã biến mất khỏi tất cả các chương trình truyền hình. Anh tìm gặp cấp trên để hỏi lý do tại sao một phát thanh viên lại đột ngột biến mất khỏi các chương trình như vậy. Cấp trên trả lời, có lẽ cô ấy đã nghỉ việc. Sejon cho rằng điều đó là không thể, bởi vì nếu nghỉ việc, hồ sơ của Un Ho đã bị xóa khỏi hệ thống của đài truyền hình. Hyejon đồng nghiệp của Sejon cho biết, trong trường hợp này, có khả năng Un Ho đang xin nghỉ việc dài hạn. Sejon nghe xong, trong lòng chịu nặng. Buổi tối, Sejon lại đến bãi đậu xe, nhưng vẫn không thấy Haeji đâu. Đêm khuya, anh trút giận vào bao cát, đồng thời tìm kiếm thông tin về Huynh Ô trên mạng. Sau một hồi do dự, Sejon quyết định hẹn gặp Huynh Ô. Ngày hôm sau, Sejon trực tiếp hỏi Huynh Ô về nơi ở hiện tại của Un Ho. Huynh Ô nghe xong liền hỏi ngược lại về mối quan hệ giữa Sejon và Un Ho là gì. Tại sao lại muốn biết cô ấy ở đâu? Sejon không trả lời mà hỏi ngược lại Huynh Ô về mối quan hệ giữa anh và Un Ho. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, Huynh Ô nói dối. Sejon quả quyết nói mình không tin. Bởi vì chính mắt anh đã chứng kiến cảnh Huynh Ô và Un Ho tình tứ bên nhau. Nghe vậy, Huynh Ô lại càng muốn biết mối quan hệ giữa Sejon và Un Ho là gì. Sejon không chút che giấu nói rằng mình và một nhân cách khác của Un Ho là Haeji đang hẹn hò. Hai người là người yêu của nhau, Huynh Ô như chết lặng. Sejon giải thích rằng Un Ho mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Biểu cảm Huynh Ô lộ rõ vẻ thất vọng, dù sao đi nữa, Haeji cũng là Un Ho. Nói cách khác, người con gái anh yêu đang hẹn hò với người đàn ông khác mà anh không hề hay biết. Sejon cũng buồn bã không kém, anh mong người mình yêu là Un Ho nhân cách chính chứ không phải Haeji. Bởi vì dù chờ đợi bao lâu, Haeji vẫn không xuất hiện. Huynh Ô kể với Sejon rằng Un Ho đã xin nghỉ việc không lương cách đây một tháng. Anh hỏi Sejon liệu anh và Haeji đã chia tay hay chưa. Chưa là câu trả lời của Sejon, anh còn khẳng định nếu Haeji quay lại, mình sẽ tiếp tục hẹn hò với cô ấy. Sejon còn nhắc nhở Huynh Ô, Un Ho đột ngột mất tích chứng tỏ bệnh tình của cô ấy đang rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, điều Huynh Ô quan tâm không phải là bệnh tình của Un Ho, mà là việc cô ấy đang hẹn hò với người khác. Rốt cuộc, điều gì mới là quan trọng nhất đối với Huynh Ô?
Lời nói của Sejon khiến Hyun-oh chìm vào im lặng. Sau khi Sejon rời đi, Hyun-oh chợt nhớ đến phòng khám mà Eun-ho thường lui tới. Anh vội vàng đến đó, hỏi han về tình trạng của cô. Tuy nhiên, bác sĩ tâm lý có nghĩa vụ bảo mật thông tin bệnh nhân, không thể tiết lộ. Cô đề nghị Hyun-oh chia sẻ câu chuyện của mình. Trái tim tôi rất đau, tôi không muốn chia tay với cô ấy. Nếu có thể, tôi thực sự muốn được ở bên cạnh cô ấy mãi mãi. Nhưng giờ đây, người yêu cũ của tôi lại mắc chứng rối loạn đa nhân cách, còn dùng một nhân cách khác để hẹn hò với người đàn ông khác. Tôi ghen tị, nhưng lại thấy bản thân thật ích kỷ. Tôi lo lắng rằng chính lời chia tay phũ phàng của tôi 4 năm trước đã khiến cô ấy đau khổ tột cùng, dẫn đến căn bệnh này. Vị bác sĩ khuyên nhủ Hyun-oh nên trò chuyện, ở bên cạnh và quan tâm đến Eun-ho, đó mới là liều thuốc tốt nhất giúp cô mau chóng hồi phục. Đêm khuya, Hyun-oh đến nhà Eun-ho, gõ cửa liên tục, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Ngày hôm sau, Hyun-oh như người mất hồn. Đúng lúc này, người dẫn chương trình bản tin 9 giờ vô tình để lộ thông tin rằng em gái của Eun-ho đang làm việc tại bãi đậu xe của đài truyền hình đối thủ. Hyun-oh lập tức chạy đến đó, hỏi han về thời gian Hye-ji bắt đầu làm việc tại đây. Đồng nghiệp của Hye-ji nhớ mang máng là khoảng 3 đến 4 năm trước. Hyun-oh gần như chắc chắn rằng căn bệnh đa nhân cách của Eun-ho có liên quan đến quyết định chia tay phũ phàng của anh 4 năm trước. Buổi tối, trong khi cả nhà đang vui vẻ ăn cơm, Hyun-oh lại lặng lẽ trở về phòng với vẻ mặt nặng trĩu. Anh tự trách bản thân đã gây ra nỗi đau cho Eun-ho, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Người bà nuôi nấng Hyun-oh từ nhỏ âm thầm an ủi anh. Bà nhận ra trong lòng cháu trai mình vẫn luôn chất chứa hình bóng của Eun-ho. Tại đài truyền hình, cô nàng đồng nghiệp lắm chiêu Jin-hwa bất ngờ gọi Jeon lại, nói rằng mình có thông tin về Eun-ho. Nghe đến tên Eun-ho, Jeon lập tức dừng bước. Để đổi lấy thông tin, Jin-hwa muốn Jeon giả làm bạn trai của cô ta, tránh để đồng nghiệp đồn thổi chuyện cô và giám đốc đài có gian tình. Jeon ban đầu không đồng ý, anh không hề có cảm tình với Jin-hwa. Nhưng khi Jin-hwa nói mình đã nhìn thấy Eun-ho rồi, Jeon lập tức quay người lại. Chuyện liên quan đến Eun-ho, anh không thể không quan tâm. Jin-hwa kể rằng, vài ngày trước, khi đang tác nghiệp ở một địa điểm nọ, cô đã chứng kiến một vụ tai nạn xe hơi. Người suýt bị xe tông trúng chính là Eun-ho. Tuy nhiên, khi bốn mắt nhìn nhau, Eun-ho lại vội vàng bỏ chạy. Cô chắc chắn người đó là Eun-ho. Jeon nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hỏi Jin-hwa đã nhìn thấy Eun-ho ở đâu. Jin-hwa liền nhắn tin địa cho anh. Jeon vội vàng xin nghỉ làm, rời khỏi đài truyền hình. Cùng lúc đó, Hyun-oh vẫn chìm trong tâm trạng rối bời, không thể tập trung làm việc. Người dẫn chương trình bản tin 9 giờ vẫn không biết ý tứ, liên tục lải nhải bên tai khiến Hyun-oh bực bội. Cuối cùng, anh đập bàn đứng dậy, thái độ hoàn toàn khác thường. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trên bàn Eun-ho vang lên. Hyun-oh nhấc máy, đầu dây bên kia là đồn cảnh sát. Sau khi cúp máy, Hyun-oh vội vàng đến đồn cảnh sát theo địa chỉ được cung cấp. Viên cảnh sát yêu cầu Hyun-oh ký tên vào biên bản, nói rằng ký xong là có thể đưa người về. Đưa ai về? Hyun-oh ngơ ngác. Hye-ji, người mất tích cách đây 10 năm. Viên cảnh sát thản nhiên đáp. Hyun-oh quay người lại, trên ghế, một người phụ nữ đội mũ trùm kín đầu đang ngồi thu mình. Trên tay cô có một vết sẹo rất rõ ràng. Cùng lúc đó, Sejon đang tìm kiếm thông tin về Hye-ji trên mạng. Anh đọc được một bản tin về vụ mất tích của Hye-ji trong rừng cách đây 10 năm. Trong bài báo có đăng kèm hình ảnh cánh tay có vết sẹo của cô. Nhìn người con gái được nói là Hye-ji mất tích 10 năm trước mắt, Hyun-oh nhận ra người trở về này không phải là Hye-ji mà là Eun-ho với nhân cách của Hye-ji. Nhìn Eun-ho bên cạnh im lặng và tổn thương, ký ức của Hyun-oh lại ùa về những ngày tháng trước đây. Lúc đó, hai người vẫn chưa hẹn hò. Một ngày nọ, Hyun-oh hẹn Eun-ho đến một cánh đồng cối xay gió xinh đẹp để vui chơi. Trên đường đi, Eun-ho ngập ngừng, ngại ngùng hỏi Hyun-oh có thích cô hay không. Hyun-oh luôn rủ cô đi chơi riêng, thật khó để cô không suy nghĩ nhiều. Hyun-oh thẳng thắn thừa nhận mình thật sự có cảm tình với Eun-ho. Đó là lần đầu tiên Hyun-oh tỏ tình với cô. Hơn một tháng sau, Hyun-oh đột nhiên nói với Eun-ho rằng anh không muốn thích cô nữa. Lý do là vì đã một tháng trôi qua kể từ ngày anh tỏ tình nhưng Eun-ho không nói gì. Thấy thái độ ngơ ngác của Eun-ho, Hyun-oh tức giận tự mình lên xe buýt. Nhìn thấy thế, Eun-ho bực tức hét lớn. Rõ ràng Hyun-oh còn chưa đề xuất hẹn hò, còn chưa hỏi ý cô có muốn quen anh hay không. Chẳng lẽ lại muốn cô chủ động mở lời sao? Hai người giận nhau suốt nửa năm. Nửa năm sau, trên chuyến xe buýt, Hyun-oh lại đến ngồi cạnh Eun-ho, nói muốn cùng cô đi chơi. Eun-ho vẫn còn đang giận, cô vẫn chưa quên những lời Hyun-oh nói nửa năm trước. Nhưng Hyun-oh lại dịu dàng vòng tay qua vai Eun-ho. Eun-ho dịu lòng, nói với Hyun-oh sau này không được ngó lơ cô nữa. Sau khi hẹn hò, Hyun-oh giúp Eun-ho gấp quần áo. Eun-ho nằm dài trên ghế sofa trêu chọc bạn trai, nói rằng cô thích anh từ đầu đến chân. Giờ đây, nhớ lại những tháng ngày ngọt ngào trước kia, nhìn Eun-ho trên xe buýt vì nhân cách thứ hai trỗi dậy mà ngồi tách biệt với mình, Hyun-oh không khỏi đau lòng. Buổi tối, Hyun-oh đi theo Hye-ji về nhà thấy Hye-ji bước vào phòng đối diện phòng Eun-ho. Hye-ji vào phòng ngồi xuống, cúi đầu im lặng rất lâu. Hyun-oh lo lắng trong lòng, nhưng khi anh đến gần, Hye-ji lại đưa tay cản lại. Hyun-oh cảm thấy hụt hẫng, đành quay về phòng của Eun-ho để lấy quần áo cho Hye-ji. Anh phát hiện ra mật mã cửa phòng của Eun-ho chính là ngày sinh nhật của mình. Lấy quần áo xong, Hyun-oh chú ý đến cuốn nhật ký trên bàn. Mở ra xem, anh mới biết được nội tâm của Eun-ho và cả nhân cách thứ hai, Hye-ji. Anh nhận ra Eun-ho đã phải chịu đựng nỗi đau và tổn thương lớn đến nhường nào. Sau khi đưa quần áo cho Hye-ji, Hyun-oh nấu cho cô một bữa ăn ngon. Hye-ji cử động chậm chạp, vẫn im lặng như trước, dường như không nhận ra Hyun-oh đang đứng trước mặt mình. Cũng đang lo lắng cho Hye-ji còn có Sejon. Sejon ra ngoài uống rượu giải sầu. Quán ăn ven đường mà anh chọn là nơi anh và Hye-ji từng ghé qua.
Hyeon cho rằng nhất định là Sejeon bị bạn gái đá. Sejeon không giải thích, chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt buồn bã nói, tim anh chỉ có một và nó đã thuộc về Haeji rồi. Trên đường về nhà, như thường lệ, Sejeon lại gọi điện thoại cho Haeji. Không ngờ lần này người bắt máy lại là Hyuno. Hyuno nói với Sejeon rằng Haeji đã trở về. Sejeon lo lắng hỏi han, muốn nói chuyện điện thoại với Haeji ngay lập tức. Thấy Hyuno im lặng, Sejeon mất bình tĩnh hét lên. Hyuno chỉ nói Haeji rất khỏe mạnh rồi vội vàng cúp máy. Anh không hề muốn người đàn ông khác đến gần người phụ nữ mình yêu. Nhưng chẳng bao lâu sau, Sejeon vội vã chạy đến nhà Haeji, không ngờ lại đụng mặt Hyuno. Hyuno nói Haeji đã ngủ rồi. Sejeon vừa định lên tiếng thì Jeon đột nhiên xuất hiện. Hôm nay, để tìm kiếm Unho, Jeon đã đến nơi mà Jinhwa nói nhìn thấy Unho bị tai nạn giao thông. Sau đó đến đồn cảnh sát địa phương để hỏi thăm, nhưng được biết Unho đã được Hyuno đón đi. Giờ phút này, ba người đàn ông, Hyuno, Sejeon và Jeon đang ngồi trong quán cà phê dưới chung cư của Haeji, nói về cùng một người phụ nữ. Từ lời kể của Hyuno, Jeon biết được Unho bị chứng rối loạn đa nhân cách. Hiện tại, tình trạng của Unho, hay nói đúng hơn là Haeji, không được tốt. Cả ba người đàn ông đều muốn làm người giám hộ cho cô. Sejeon cho rằng nếu người trở về là Haeji thì anh, người mà Haeji có tình cảm mới là người giám hộ thích hợp nhất. Jeon không đồng ý, nói rằng Sejeon và Haeji chỉ mới hẹn hò được một tháng, còn anh và Unho đã quen biết nhau 5 năm, anh mới là người nên chăm sóc cho cô. Nhìn thấy Sejeon và Jeon lời qua tiếng lại, Hyuno người bị kẹp ở giữa không nhịn được lên tiếng. Anh và Unho đã hẹn hò được 8 năm, tuổi tác cũng lớn hơn Sejeon và Jeon, chuyện chăm sóc Unho cứ giao cho anh. Vì muốn chăm sóc cho Unho, hay nói đúng hơn là Haeji, Hyuno thậm chí còn phá lệ xin nghỉ làm. Buổi chiều ngày hôm sau, Hyuno dẫn Haeji ra ngoài để đi khám bệnh, lại thấy Sejeon đã ngồi đợi ở dưới lầu cả đêm. Hyuno cố gắng nói chuyện với Sejeon nhưng anh ta không quan tâm, chỉ một mực bày tỏ tình cảm với Haeji. Trong lòng Sejeon, dù người trước mặt là Haeji hay Unho, anh cũng không quan tâm, chỉ mong được ở bên cạnh cô. Anh thích con người cô, thích cô gái sẵn sàng đến bên cạnh anh như thế này. Nghe những lời đường mật của Sejeon, Haeji không để ý đến Hyuno mà chạy đến ôm chầm lấy anh. Sejeon cũng không muốn buông tay cô ra nữa. Bao nhiêu ngày qua, anh đã nhớ cô biết nhường nào. Nhìn người phụ nữ mình yêu ôm ấp người đàn ông khác, trái tim Hyuno đau đớn vô cùng. Lúc này, Haeji quay sang Hyuno, muốn được nói chuyện riêng với Sejeon. Khi ở riêng, Haeji nói với Sejeon rằng cô là Unho, không phải Haeji mà anh mong đợi. Thực ra, người được Hyuno đón về không phải là Haeji nhưng cách thứ hai mà là Unho. Tuy nhiên, Unho nói rằng cô muốn trở thành Haeji. Lý do cô biến mất là vì muốn đi tìm em gái Haeji, muốn được cảm nhận hạnh phúc mà Haeji từng có. Một tháng trước, Unho đến khu rừng nơi em gái mất tích 10 năm về trước, tìm thấy một căn nhà gỗ bỏ hoang trong rừng. Ở đó, Unho cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, sống một mình suốt một tháng trời. Có lúc tỉnh dậy, nhân cách của Haeji sẽ xuất hiện. Khác với Unho luôn chất chứa tâm sự, Haeji sẽ đi vào sâu trong rừng để cảm nhận gió và ánh nắng mặt trời, nghịch nước suối. Unho tin rằng chỉ cần mình đủ cố gắng, nhất định có thể trở thành Haeji. Thế nhưng, rừng sâu không phải lúc nào cũng yên bình, cũng có lúc gió lớn, sấm chớp. Những lúc như vậy, nhìn hình ảnh tan vỡ của chính mình trong gương, Unho chợt nhận ra bản thân không thể nào trở thành Haeji được. Vào một đêm mưa bão, Unho hoảng loạn chạy ra khỏi khu rừng, cuối cùng được chủ siêu thị cứu giúp. Vết sẹo trên tay cô là do lúc chạy trốn trong rừng bị thương. Giờ phút này, Unho mỉm cười nhạt nhòa nói với Sejeon rằng sau này nhân cách Haeji có lẽ sẽ không xuất hiện nữa. Sejeon nói không sao cả, anh không quan tâm, nhưng Unho lại nhẹ nhàng lắc đầu. Hôm nay, xem như là lần cuối cùng Haeji gặp mặt Sejeon. Nhận ra Unho đang muốn nói lời chia tay, Sejeon không thể chấp nhận được, Unho vẫn điềm tĩnh như trước. Cô rất cảm ơn Sejeon vì đã yêu thương con người yếu đuối, khao khát được yêu thương của cô. Trong lúc Unho trải lòng mình, thì ở cục phát thanh truyền hình, Hyuno cũng đang thất thần. Jeon nói với anh rằng hôm qua anh đã đến khu rừng nơi Unho sinh sống trong thời gian qua. Jeon tin rằng Unho đến đó là vì muốn quên đi nỗi đau, muốn vứt bỏ bản thân mình. Nhưng ở trong căn nhà gỗ, Jeon đã tìm thấy một tờ giấy, trên đó vẽ hình một chiếc dây chuyền. Đó là chiếc dây chuyền mà nhiều năm trước Hyuno đã vẽ tặng Unho, cũng là khởi đầu cho duyên phận của hai người. Jeon biết rõ, Unho mang theo tờ giấy này, có nghĩa là dù có từ bỏ tất cả, vứt bỏ bản thân, cô cũng không thể nào thật sự quên được Hyuno. Jeon nói rằng anh rất ngưỡng mộ Hyuno vì được Unho yêu sâu đậm. Nghe những lời Jeon nói, nhìn tờ giấy vẽ chiếc dây chuyền trên tay, trái tim Hyuno không khỏi xao xuyến. Anh nhớ lại, trong thời gian hẹn hò, mỗi dịp kỷ niệm ngày em gái mất tích, Unho đều không muốn ở nhà một mình. Những lúc như vậy, Hyuno đều ở bên cạnh cô. Unho sẽ dịu dàng vuốt ve lông mày, đôi mắt của Hyuno, chỉ cần có anh ở bên, cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Giờ phút này, Hyuno nhận ra trái tim mình chưa bao giờ ngừng nhớ nhung Unho. Anh vội vàng chạy khỏi nơi làm, chạy đến bên người con gái anh yêu thương nhất. Nhận được điện thoại của Hyuno, Unho cũng không màng tất cả, chạy đến bên anh. Hai người gặp nhau tại bậc thang nơi năm xưa họ hẹn hò và chia tay. Nơi xa xa, ánh nắng chan hòa, Hyuno gạt bỏ mọi gánh nặng, chạy về phía người con gái anh yêu. Unho vừa khóc vừa cười, hai người ôm nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng nàn. Sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng họ cũng đã tìm lại được tình yêu dành cho nhau. Unho và người yêu cũ Hyuno đã quay lại với nhau sau nụ hôn nồng cháy. Hiện tại, Unho nằm gọn trong vòng tay Hyuno, ánh mắt ngập tràn sự mãn nguyện sau bao ngày xa cách. Hương thơm trên cơ thể, từng cử chỉ, từng lời nói của Hyuno
tất cả đều in sâu trong tâm trí cô, chưa một ngày phai nhạt. Huynh Ô cũng vậy, mỗi ngày đều gặp Unho nhưng nỗi nhớ nhung trong anh chưa bao giờ vơi bớt. Trong cơn mơ màng, Unho thấy mình trở về quá khứ. Khoảnh khắc cô bé Unho vừa mất đi cha mẹ và Huynh Ô của hiện tại đã đến bên cạnh an ủi. Trong giấc mơ ấy, Unho bé nhỏ thổ lộ về căn bệnh đa nhân cách của mình. Cô bé chọn trở thành em gái bởi khao khát được cảm nhận hạnh phúc mà em gái đang có. Nhưng hiện tại, căn bệnh đa nhân cách của Unho đã được chữa khỏi, bởi vì cô ấy không còn phải ghen tị với hạnh phúc của em gái nữa, bởi vì cô ấy hiểu rằng hạnh phúc đơn giản chỉ là được ở bên cạnh người mình yêu thương. Tỉnh giấc, Unho nhìn Huynh Ô bằng ánh mắt trìu mến và trao anh nụ hôn ngọt ngào. Chỉ cần có Huynh Ô bên cạnh, cô cảm thấy bình yên và không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Unho đến bãi đậu xe nơi nhân cách thứ hai Heji từng làm việc. Cô gặp lại người đồng nghiệp cũ và thổ lộ về căn bệnh đa nhân cách của mình trong quá khứ. Mặc dù khoảng thời gian ấy là chuỗi ngày đấu tranh giữa hai nhân cách, nhưng Unho rất trân trọng những kỷ niệm đẹp bên cạnh đồng nghiệp. Đang nói chuyện thì Sejon xuất hiện, anh vẫn gọi Unho là Heji với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Sejon hỏi Heji có định quay lại làm việc ở bãi đậu xe hay không. Sau khi bị Unho nói lời chia tay, Sejon luôn âm thầm rơi nước mắt mỗi khi nhớ về cô. Nếu có thể, anh thật sự không muốn rời xa Heji. Tuy nhiên, Unho nói rằng cô đến đây để nói lời tạm biệt đẹp nhất. Với Sejon, chia ly chưa bao giờ là điều tốt đẹp. Unho mỉm cười dịu dàng, cô nói rằng chỉ cần trong giây phút chia tay, chúng ta dành cho nhau đủ thời gian. Rồi sau đó, hãy chân thành chúc phúc cho đối phương, hãy sống thật tốt. Như vậy, sự chia ly ấy sẽ trở nên ý nghĩa. Unho tin rằng Heji rất yêu Sejon, vì vậy, cô hy vọng sự chia ly này sẽ không để lại bất kỳ tiếc nuối nào cho Sejon. Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Sejon, Unho đã đặc biệt diện một chiếc váy trẻ trung. Nhìn thấy bạn gái muốn gặp riêng người đàn ông khác, Huynh Ô ngoài mặt nói rằng anh không hề bận tâm, nhưng thực chất lại đang tìm cớ cản trở. Anh lấy lý do thời gian đã muộn, rồi lại nói rằng Unho mặc chiếc váy đẹp như vậy mà ra ngoài vào buổi tối là không phù hợp. Buổi tối hôm đó, gặp Sejon, Unho nói rằng đây là buổi hẹn hò cuối cùng của hai người. Nỗi thất vọng hiện rõ trong mắt Sejon, anh ghen tị với Huynh Ô, người có thể ở bên Unho. Sejon bày tỏ sự tiếc nuối khôn nguôi, Heji là mối tình đầu, là cô gái anh yêu thương rất nhiều. Gặp gỡ Heji, những khoảnh khắc bên cạnh Heji, tất cả đều là những kỷ niệm hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Unho dùng cách xưng hô của Heji để gọi tên Sejon. Cô mong muốn cả hai sẽ có một lời chào tạm biệt thật đẹp, giống như cái cách họ đã gặp gỡ. Hãy chôn giấu những kỷ niệm đẹp nhất trong tim. Nói xong, Sejon cố kìm nén nước mắt, siết chặt tay Heji và nói lời tạm biệt. Nếu chia ly là điều không thể tránh khỏi, vậy thì hãy kìm nén nước mắt, đừng khóc. Unho đắm chìm trong sự chia ly đầy ý nghĩa thì bất ngờ Huynh Ô xuất hiện phá vỡ bầu không khí giữa hai người. Sợ rằng bạn gái sẽ quay lại với tình trẻ, anh nhắc nhở Unho rằng giờ đã nửa đêm, rồi dục dã Sejon mau chóng trở lại làm việc. Nhìn Huynh Ô ôm Unho rời đi, Sejon hiểu rằng mọi chuyện giữa anh và Heji đã thực sự kết thúc. Sau khi chia tay với Heji, Sejon dồn hết tâm sức cho công việc. Một buổi tối nọ, Hyejon đến tìm Sejon và hỏi rằng nếu như cô ấy biến mất, Sejon sẽ như thế nào. Không cần suy nghĩ quá lâu, Sejon trả lời rằng nếu Hyejon không còn ở bên, có lẽ anh sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Hyejon vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ như thường lệ, nhưng khi chỉ còn một mình, cô lại lặng lẽ chìm trong nỗi buồn. Dường như cô có tâm sự mà Sejon vẫn chưa nhận ra. Có lẽ anh sẽ phải đối mặt với một cuộc chia ly khác, một cuộc chia ly đầy bất lực. Chia tay Sejon, Unho trở lại phòng tin tức và bắt đầu làm việc trở lại. Thấy Unho đi làm, Jeon hỏi cô ấy và Huynh Ô đã quay lại với nhau chưa. Unho trả lời rằng mối quan hệ giữa cô và Huynh Ô đang rất tốt đẹp. Nhìn Unho chìm đắm trong hạnh phúc, Jeon cuối cùng đã chọn cách rút lui khỏi mối quan hệ này. Anh bắt đầu gọi Unho, người lớn tuổi hơn mình, là chị. Sau khi mọi mối quan hệ đã được sắp xếp ổn thỏa, Unho và Huynh Ô tiếp tục chuyện tình lãng mạn của mình. Chiếc máy tính của Unho bị hỏng, Huynh Ô âm thầm mang đi sửa, không để bạn gái phải bận tâm lo lắng bất cứ điều gì. Unho kéo Huynh Ô trốn việc, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào. Chỉ cần được ở bên Huynh Ô, mọi thứ đều trở nên thật tuyệt vời. Hôm nay, đang lúc tình tứ bên Unho, Huynh Ô nhận được một cuộc điện thoại và phát hiện ra mình đã quên mất một việc rất quan trọng. Hôm nay các bà sẽ chụp ảnh gia đình và cả ảnh thờ tại nhà. Lần này, Huynh Ô quyết định đưa Unho về ra mắt gia đình và chụp ảnh cùng mọi người. Một trong số các bà lẩm bẩm, cho rằng Unho cũng chỉ là bạn gái, chứ đâu phải vợ của Huynh Ô, thật kỳ lạ khi lại đến chụp ảnh chung với họ. Trong bữa ăn, các bà tò mò hỏi han Unho đủ điều, từ việc bố mẹ cô có khỏe mạnh không, đến việc có nhà riêng chưa, hay có biết làm việc nhà hay không. Unho đều trả lời một cách chân thành và thoải mái. Đồng thời, cô cũng nhanh chóng nhận ra thói quen hút thuốc và uống rượu của các bà và không quên nhắc nhở mọi người nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Các bà lập tức thay đổi ấn tượng với Unho. Có vẻ như Huynh Ô đã phải lòng một cô gái tốt bụng, thẳng thắn và đáng yêu. Huynh Ô dẫn Unho lên phòng riêng của mình. Unho có chút bất ngờ, trước đây cô luôn nghĩ rằng gia đình Huynh Ô thuộc típ gia đình giàu có, sang trọng, nhưng đến bây giờ cô mới biết được gánh nặng mà bạn trai đang giấu kín. Nhưng dù Huynh Ô là người như thế nào, cô cũng đều yêu anh. Ngày hôm sau đi làm, Unho nhận được một tin vui, vị trưởng phòng vốn luôn có ác cảm với cô lại giao phó cho cô phụ trách chương trình tin tức lúc 7 giờ tối, một chương trình rất quan trọng. Unho vừa bất ngờ vừa vui mừng, cô không kìm được niềm vui sướng và nhảy cẫng lên. Hóa ra, cậu hậu bối được trưởng phòng ưu ái lại thể hiện rất kém cỏi trong buổi phát sóng trực tiếp. Trưởng phòng không còn cách nào khác ngoài việc phải nhờ đến Unho, người có kinh nghiệm dày dặn, để chữa cháy cho chương trình. Tất nhiên,
Un Ho chỉ là người tạm thời thay thế, việc có thể đảm nhận vị trí này lâu dài hay không còn phụ thuộc vào màn thể hiện của cô. May mắn thay, đúng như trưởng phòng mong đợi, Un Ho đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và thể hiện xuất sắc trong chương trình tin tức lúc 7 giờ. Rất nhanh chóng, trưởng phòng quyết định cho Un Ho tham gia buổi thử giọng chính thức cho vị trí dẫn chương trình tin tức lúc 7 giờ. Năng lực cuối cùng đã được công nhận, Un Ho vui mừng đến suýt khóc và vội vàng chia sẻ tin vui này cho Hino để ăn mừng. Cả hai hẹn nhau đến ngọn đồi cuối xay gió, nơi họ từng hẹn hò. Nhưng trước khi đi, người dẫn chương trình tin tức lúc 9 giờ trốn dưới gầm bàn, liên tục lải nhải với Hino rằng anh ta đã gặp rắc rối. Anh ta đã đưa tin sai sự thật, khiến một cửa hàng bánh phải đóng cửa. Mấy ngày nay, chủ cửa hàng liên tục gọi điện thoại, nhưng anh ta lại nhát gan không dám bắt máy. Hino liếc xéo rồi giúp anh ta nghe điện thoại. Sau đó, anh ta nói với người dẫn chương trình tin tức lúc 9 giờ rằng chủ cửa hàng đang đợi anh ta ở bãi đậu xe. Người dẫn chương trình tin tức lúc 9 giờ năn nỉ Hino giúp đỡ mình. Hino mềm lòng đồng ý, bảo Un Ho cứ đến ngọn đồi cuối xe gió trước, anh sẽ đến sau. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, đến ngọn đồi, Un Ho hào hứng chia sẻ với Hino qua điện thoại. Nào ngờ, chủ cửa hàng lại nhầm Hino là người dẫn chương trình tin tức lúc 9 giờ, lập tức nhấn ga lao thẳng xe vào anh. Giây phút tiếp theo, giọng nói của Hino trong điện thoại đột ngột biến mất. Un Ho vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, tại bãi đậu xe, Hino đang nằm gục trên vũng máu. Qua điện thoại, Un Ho tưởng rằng người bị thương trong vụ tai nạn xe hơi là Hino, nhưng thực tế, lúc đó, phát thanh viên chương trình tin tức 9 giờ đã lao ra và đỡ cho Hino cú va chạm sinh tử. Vì vậy Hino bình an vô sự, nhưng phát thanh viên tin tức 9 giờ lại bị thương nặng phải nhập viện. Chứng kiến người khác bị thương vì cứu mình, Hino cảm thấy vô cùng áy náy. Giám đốc đài truyền hình khẩn cấp gọi Hino đến, hy vọng anh có thể tạm thời dẫn chương trình tin tức 9 giờ. Lúc này, trong cả đài truyền hình, chỉ có Hino đủ khả năng đảm nhận trọng trách này. Tuy nhiên, Hino thẳng thừng từ chối. Phát thanh viên tin tức 9 giờ bị tai nạn là vì cứu anh không thể thừa cơ hội này để cướp lấy vị trí của người khác. Un Ho lo lắng nắm tay Hino, nhưng anh muốn bạn gái cho mình thời gian yên tĩnh một mình. Un Ho đồng ý và an ủi rằng nếu Hino không thể tự mình đối mặt, cô sẽ chạy đến bên anh. Thời gian phát sóng tin tức 9 giờ ngày càng gần kề, cả ban tin tức đã xếp hàng cố gắng thuyết phục Hino nhưng đều không thành công. Vào thời điểm quan trọng, Un Ho đã phải ra tay. Hino tự nhốt mình trong văn phòng, Un Ho trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa và thấy Hino đang run rẩy lo sợ. Un Ho vội vàng ôm lấy bạn trai, cô hiểu Hino đang sợ hãi, sợ có người chết vì mình. Un Ho an ủi anh rằng bất hạnh có thể biến thành viên ngọc quý. Hiện tại, phát thanh viên tin tức 9 giờ đang nằm viện, Hino nên thay anh ấy giữ vững vị trí này, giống như cách anh ấy đã cứu Hino. Chỉ vài câu nói ngắn gọn đã chạm đến trái tim Hino, ngay lập tức, Hino rũ bỏ nỗi sợ hãi và ôm chặt Un Ho. Sau khi thuyết phục được Hino, Un Ho lại bật khóc. Thực ra cô còn sợ hơn cả Hino, sợ nhìn thấy bạn trai buồn bã và thất vọng. Nhờ Hino cứu nguy, chương trình tin tức 9 giờ đã được phát sóng thuận lợi. Tối hôm đó, Hino vội vàng đến nhà Un Ho, ôm người bạn gái đã khóc vì mình vào lòng. Sau đó, anh lấy ra một sợi dây chuyền, giống với sợi dây chuyền của mẹ anh và đeo nó lên cổ Un Ho. Đối với anh, Un Ho là người quý giá nhất trong cuộc đời mình. Những ngày sau đó đều là những điều tốt đẹp. Phát thanh viên tin tức 9 giờ dần hồi phục, ban tin tức cũng có thêm một người mới, không ai khác chính là Hyeon đã chuyển từ đài truyền hình khác sang. Vừa đến, Hyeon đã chú ý đến Haeji và ngạc nhiên tròn mắt. Mãi cho đến khi Un Ho giải thích về chứng đa nhân cách, cả hai mới gạt bỏ quá khứ và trở thành đồng nghiệp tiền bối, hậu bối ở ban tin tức. Tại ban tin tức, Hyeon giúp Un Ho đối phó với những hậu bối lắm chiêu trò, thẳng thắn nói rằng trình độ nghiệp vụ của họ quá kém. Un Ho cũng không còn cam chịu nữa, trực tiếp đáp trả lại những lời chế giễu trước đây của hậu bối. Sau khi Hyeon chuyển đi, nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, Sejon luôn cảm thấy tâm trạng kỳ lạ. Kết quả là sau khi liên lạc với Hyeon, anh phát hiện ra mình đã bị cô chặn. Buổi tối về nhà, trong trạng thái mơ màng, Sejon như vẫn thấy Haeji ở bên cạnh. Anh nhớ lời Haeji nói, sống là một điều tốt đẹp. Đúng vậy, chỉ cần còn sống thì hy vọng sẽ nảy nở. Sejon đến bệnh viện thăm mẹ và nói với bà câu nói của Haeji, hy vọng mẹ sẽ không còn đau khổ vì cái chết của anh trai. Nhìn con trai chút bỏ được gánh nặng trong lòng và an ủi mình, người mẹ rơi nước mắt, cuối cùng cũng buông bỏ được nỗi đau quá khứ. Sau khi chút bỏ được tâm sự, Sejon chủ động đề nghị với cấp trên muốn tham gia tuyển chọn phát thanh viên tin tức 8 giờ, anh muốn có một khởi đầu mới. Trong lúc nói chuyện, Sejon được biết Hyeon chỉ chặn mình, còn các đồng nghiệp khác vẫn liên lạc được với cô. Không hiểu tại sao, Sejon tìm cách gọi điện cho Hyeon hỏi lý do. Hyeon nói rằng đó là để quên Sejon. Sejon đã từng nói rằng việc cô ấy có tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Vì vậy, sau này họ chỉ là mối quan hệ như hai người không quen biết. Nghe Hyeon nói những lời tưởng chừng như tuyệt tình, Sejon lại mỉm cười, tâm trạng càng thêm kỳ lạ. Un Ho đến gặp bác sĩ tâm lý lần cuối. Cô muốn có một lời chào tạm biệt chính thức và tốt đẹp với Haeji. Vì lời tạm biệt này, Un Ho đã mời tất cả những người quen biết Haeji đến nhà bạn trai Hino, mặc dù một số người trong đó, chẳng hạn như Jeon, thực sự chưa bao giờ gặp Haeji, nhưng mọi người đều nghiêm túc nói lời tạm biệt. Trong số đó, Hyeon là người vui mừng nhất. Việc Haeji và Sejon chia tay đồng nghĩa với việc cô có một tia hy vọng với Sejon. Dù đã nói những lời tuyệt tình với Sejon, nhưng Hyeon chưa bao giờ thực sự quên người mình thích. Đến lượt Sejon nói lời tạm biệt, anh nói rằng nhờ Haeji, anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và làm rất nhiều điều lần đầu tiên trong đời. Anh rất biết ơn Haeji đã hiện diện trong tất cả những lần đầu tiên của mình và cũng rất biết ơn Haeji đã giúp anh hiểu được việc sống tốt đẹp như thế nào. Sau khi nói lời tạm biệt,
thấy Hyejon đang đổ mồ hôi, Sejon đưa khăn tay của mình cho cô. Dường như có một tình cảm nào đó đang nảy nở một cách vô thức. Cuối cùng là người đồng nghiệp làm việc cùng Haeji ở bãi đậu xe. Tuy nhiên, người đồng nghiệp không có lời tạm biệt nào muốn nói, vì cô ấy không hề muốn người bạn Haeji này rời đi. Nghe vậy, Eun-ho đưa tay ra với người đồng nghiệp, hy vọng sau này họ sẽ làm bạn lại từ đầu. Nhìn Eun-ho như vậy, Hyun-oh tràn đầy dịu dàng. Cuối cùng, Hyun-oh ghé sát tai Eun-ho và nói lời cầu hôn. Eun-ho xúc động và bất ngờ, ôm chặt lấy Hyun-oh, gia đình và bạn bè đều vui mừng cho họ. Các bà đặt ảnh của mình thành một hàng trong nhà. Dù ở thiên đường hay địa ngục, họ vẫn sẽ là chị em. Người bà đã nuôi nấng Hyun-oh nói rằng bà rất quý Eun-ho, vì Hyun-oh yêu cô và cũng vì Hyun-oh mà cuộc đời bà không hề cô đơn, không còn gì hối tiếc. Trong một nhà hàng nào đó, một người phụ nữ trung niên đeo sợi dây chuyền giống của mẹ Hyun-oh, nhìn Hyun-oh đang đọc tin tức trên TV, bà nở nụ cười mãn nguyện. Tại ban tin tức, mọi người vẫn ồn ào như mọi khi. Hyejon cũng trở thành phát thanh viên khiến trưởng ban tức giận hàng ngày. Sau Eun-ho, ngoài giờ làm việc, Sejon thỉnh thoảng gọi điện cho Hyejon, nhưng lần nào cũng vội vàng cúp máy. Hyejon biết rằng tình yêu mà cô mong đợi đang đến. Vào một ngày nắng đẹp, Eun-ho và Hyun-oh, những người đã chữa lành cho nhau, đến khu rừng nơi Haeji gặp nạn năm xưa. Dưới ánh nắng mặt trời, cả hai ôm nhau, hôn nhau, cùng nhau hướng về phía trước, hướng về một tương lai hạnh phúc hơn. Bộ phim đến đây là hết rồi, những người yêu nhau cuối cùng cũng đã đến được với nhau. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để xem được nhiều bộ phim hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!